Các truyện Hương xưa hân hạnh giới thiệu bộ truyện Kiều Nương Xuân Khuê của tác giả Tiếu Giai Nhân, phần 12. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Các Truyện Hương Xưa, xin hãy bấm đăng ký, thích và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Tựa như lúc trước A Kiều quyết định nhận nuôi Mạnh Chiêu cũng chẳng liên quan gì đến Triệu Yến Bình. Bất kể Triệu Yến Bình thành thân hoặc không, A Kiều đều nuôi Mạnh Chiêu, sẽ không dễ dàng dao động. Cô mẫu, một mình con nuôi Mạnh Chiêu thật sự sống rất tốt, người đừng lo lắng cho con. A Kiều ngẩng đầu, mỉm cười nói với cô mẫu. Mạnh Thị ngẩn người. A Kiều vỗ tay cô mẫu, đi ra ngoài tìm biểu muội và Mạnh Chiêu. Mạnh Thị nhìn bóng dáng của chất nữ, nghĩ đến nguyên nhân cơ bản mà chất nữ không muốn gả là do cơ thể đã hỏng, sợ mình không sinh được hài tử cũng sẽ bị nhà chồng ghét bỏ. Mạnh Thị lại hận Kim Thị của huyện Võ An. Ở phủ tướng quân đón năm mới, buổi chiều mùng 4, A Kiều dẫn Mạnh Chiêu về tòa nhà nhỏ của mình. Mùng 7, cửa hàng khai trương lại, các cô nương và tiểu tức phụ tới mua hoa lụa đều tươi cười như hoa, vây quanh quầy để lựa kiểu dáng mình thích. A Kiều ngồi sau tấm rèm ở phòng thu chi, ngẫm nghĩ Triệu Yến Bình đã 29 tuổi, hiện giờ mọi chuyện thông suốt, năm nay 8 phần sẽ quyết định hôn sự và sinh hài tử trước 30 tuổi, trong lòng nàng vẫn khó tránh một chút buồn bã. Nếu hắn cưới người khác, tặng nàng trâm bạc hình hồ điệp làm gì, sau khi tìm được muội muội thì lập tức tới đây nói cho nàng làm gì. Thích nàng ư? Cho dù thích, hắn sẽ không cưới nàng, cùng lắm lại nạp nàng làm thiếp mà thôi. A Kiều ngẩng đầu, nghĩ tới chén canh tuyệt tử, nếu không có chén canh kia, có lẽ hai người còn có khả năng. Đây là định mệnh, ông trời biết nàng không sinh được hài tử nên sắp xếp cho nàng gặp được tiểu Mạnh Chiêu. Có khách nữ trả tiền, A Kiều lau khóe mắt, để lộ gương mặt tươi cười. Đột nhiên có tiếng bước chân phía sau, Đông Trúc tươi cười chạy tới. Không màng khách bên trong cửa hàng có nghe hay không, cao hứng nói với A Kiều, tiểu thư, Triệu gia nhờ bà mối tới cầu hôn, ta mời người ta đến thính đường ngồi rồi, ngài mau vô trong. A Kiều sửng sốt. Đang giới thiệu hoa lụa cho khách, Giang nương tử đột nhiên hét một tiếng chói tai, không quan tâm khách hàng, chạy vào phòng thu chi, nâng A Kiều đang ngẩn người và đẩy ra hậu viện, ta biết ngay mà, Triệu gia thích bà chủ của chúng ta từ lâu. Thấy chưa, vừa tìm được muội muội, quan gia đã vội vàng tới cầu hôn. Bà chủ của chúng ta phải làm nương tử nhà quan. Giang nương tử cười vô cùng vui vẻ, ngay cả khách hàng bị nàng vất đó cũng không ngại nàng thất lễ, nở nụ cười theo. Các khách khác đang chọn đồ theo cũng phì cười. Bọn họ không biết Triệu gia mà Giang nương tử đề cập là ai, nhưng nghe thấy vị Triệu gia đó thích chủ nhân của tiệm theo, thấy một cặp tình nhân sắp thành thân, mọi người đều là nữ tử nên cảm nhận được sự ngọt ngào vui vẻ. Mọi người có quan hệ hay không đều mừng cho A Kiều, chỉ có bản thân A Kiều ngơ ngác, hoàn toàn bị Giang nương tử đẩy ra hậu viện. Trong thính đường quen thuộc có một bà mối tươi cười đứng đó, nhìn thấy A Kiều, bà mối vui vẻ chào hỏi, xoay quanh A Kiều khen nức nở, nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Mạnh nương tử này. Ta từng phân vân vì sao Triệu gia từ chối các thiên kim nhà quan dứt khoát đến thế, hóa ra trong lòng Triệu gia đã sớm có vị tiên nữ này. Khuôn mặt A Kiều nóng lên và đỏ bừng. Bà mối thấy da mặt nàng mỏng, vội cười nói, được rồi, Triệu gia là người ngay thẳng, ta sẽ không nói những lời giả dối đó. Mạnh nương tử, Triệu gia nhờ ta tới cầu hôn, chỉ bảo ta nói một câu, Triệu gia nói rằng những lời hắn hứa với ngài từ trước tới nay không hề thay đổi, không biết ngài còn nguyện ý tái giá với hắn hay không. Hắn tuy có chức quan thấp, nhưng chỉ cần ngài chịu gả, hắn sẽ đối xử tốt với ngài, sẽ coi Mạnh thiếu gia như nhi tử ruột, người một nhà không rời không bỏ. Triệu Yến Bình nhờ bà mối tới cầu hôn để cưới A Kiều làm vợ. Bà mối nói rất rõ, là cưới vợ. Những người trong tiểu viện, ngoại trừ Mạnh Chiêu ngây thơ mờ mịt, Giang nương tử và nha hoàng Xuân Trúc đều mong A Kiều đồng ý. Nhưng A Kiều không thể. Triệu Yến Bình có lòng đã khiến A Kiều thấy đủ, nhưng hắn là nam nhân duy nhất của đại phòng Triệu gia, hắn có tương lai tươi sáng, hắn xứng đáng cưới cô nương tốt hơn. A Kiều xấu hổ vì nàng từng hiểu lầm hắn thất hứa. Bây giờ nàng tin rằng từ trước đến nay hắn chưa hề vứt bỏ nàng, nhưng A Kiều có gia đình nhỏ của mình, không còn là bé gái mồ côi tội nghiệp chỉ có thể dựa vào hắn mới có cuộc sống an ổn. Triệu Yến Bình hoàn toàn không cần phải chăm sóc nàng vì lời hứa đó. Sau khi cười, A Kiều từ chối lời cầu hôn, khách khí tiễn bà mối đang bị sốc đi ra.
Giang nương tử không hiểu nổi, đuổi theo A Kiều hỏi, bà chủ, Triệu gia tốt vậy sao ngài không muốn? A Kiều lắc đầu không muốn nhiều lời, ý bảo Giang nương tử đừng hỏi nữa. A Kiều rất ít khi lộ sắc mặt, nhưng lần này nàng rất nghiêm túc. Giang nương tử đành phải kìm lại sự nghi ngờ, tiếp tục đón tiếp các khách nữ. Triệu Yến Bình làm việc ở Đại Lý Tự, hôm nay không cách nào tập trung được, cũng may đầu năm nên có ít vụ án, hai ngày nay đều không bận. Hoàng hôn tan việc, Triệu Yến Bình vội vàng trở về ngõ sư tử, sau đó nghe mẫu thân nói A Kiều từ chối lời cầu hôn của hắn. Liễu thị đã cân nhắc chuyện này cả ngày. Thấy nhi tử cau mày, Liễu thị thử đoán, có phải A Kiều chê chức quan của con thấp hay không? Dượng của A Kiều là tướng quân chính tứ phẩm, chắc có nhiều quan viên muốn cưới A Kiều, nhi tử không phải là lựa chọn tốt nhất. Nếu không, ngoài chuyện này ra, Liễu thị thật sự nghĩ không ra vì sao A Kiều lại từ chối nhi tử. Nàng không phải là kiểu người như vậy. Triệu Yến Bình giải thích với mẫu thân. Liễu thị không ở chung với A Kiều nhiều, nếu nhi tử nói vậy, Liễu thị gật đầu. Triệu Yến Bình nhìn về phía tây, mặt trời đã lặn nhưng còn một canh giờ nữa mới tới giờ giới nghiêm, hắn đến nhà nàng còn kịp. Nương ăn trước đi, ta đi ra ngoài một chút. Triệu Yến Bình dặn dò. Nói xong hắn vội vàng trở về phòng thay áo choàng rồi đi nhanh ra cửa. Liễu thị đứng trước cửa thính đường, nhìn nhi tử biến mất trong chớp mắt, bà bất đắc dĩ lắc đầu. Đứa con trai này tuy đã nhiều tuổi nhưng về mặt tình cảm chỉ là đầu gỗ, không biết có dỗ được người ta hay không. Khi Triệu Yến Bình đến cửa tiểu viện của A Kiều, trời đã tối lại lạnh, trên đường không có lão nhân hay lão thái thái rảnh rỗi ngồi tán gẫu, có vài nhà ăn tối sớm nên đã thổi tắt đèn đi ngủ. Triệu Yến Bình bước tới gõ cửa. A Kiều và Mạnh Chiêu đã ăn xong, Xuân Trúc dẫn Mạnh Chiêu vào sương phòng dỗ ngủ, A Kiều ngủ không được, chuẩn bị kiểm tra mấy đồ thêu mới nhận được. Nàng tổng cộng có 4 nha hoàn, Xuân Trúc tập trung chăm sóc Mạnh Chiêu, Hạ Trúc phụ trách đón chào khách phía trước, Thu Trúc và Đông Trúc thay phiên nhau hầu hạ nàng. Đêm nay đến phiên Thu Trúc hầu hạ, A Kiều bảo Đông Trúc ra phòng của hạ nhân phía sau nghỉ ngơi. Đông Trúc cầm đèn trở về hậu viện, lúc sắp bước vào phòng thì nghe tiếng gõ cửa. Nàng cầm đèn đi tới, nhìn qua khe cửa thấy Triệu gia cao cao gầy gầy. Mọi người đều biết chuyện bà mối tới cầu hôn ban ngày, Đông Trúc không hiểu vì sao tiểu thư từ chối, cũng không biết tiểu thư có muốn gặp Triệu gia hay không, nàng nói qua cửa bảo Triệu gia chờ, nàng chạy đi báo cho tiểu thư. A Kiều nghe xong, suy nghĩ một chút, bảo Đông Trúc mời Triệu Yến Bình vào. Đông Trúc nhanh chóng quay lại, đưa người tới thính đường. A Kiều ngồi trên ghế, rũ mắt không nhìn hắn. Triệu Yến Bình nhìn về phía hai nha hoàn Thu Trúc và Đông Trúc. Nhị Trúc liếc nhau, lặng lẽ lui xuống. Vào đông thời tiết lạnh giá, trước cửa đều treo rèm vải bông dày, Đông Trúc đi ra sau, khi nàng thả tay ra, tấm rèm thật dày rủ xuống, chặn hơi lạnh bên ngoài, cũng chặn hai người trong thính đường. Trên bàn có thắp đèn, bên cạnh ghế của A Kiều còn đặt chậu than, vừa ăn tối không bao lâu, đôi má nàng hồng hào, nàng mặc một cái áo màu vàng cam lẳng lặng ngồi đó giống người trong tranh. Triệu Yến Bình đi đến trước mặt nàng, cách một bước, thấp giọng hỏi nàng, vì sao không muốn gả cho ta? Hắn đem theo hơi lạnh khắp người, A Kiều nhéo ngón tay, miễn cưỡng ngẩng đầu, cười với hắn, bây giờ ta sống khá tốt, không muốn lập gia đình lần nữa. Nếu ngươi muốn cưới vợ, hãy tìm một nữ tử tốt. Ta chỉ muốn cưới nàng. Triệu Yến Bình trầm giọng ngắt lời nàng. Hắn nói rất nhanh, có vẻ hơi hung dữ. A Kiều thầm hoảng hốt, lại cúi đầu, nhìn giày của hắn nói, nhưng ta không muốn gả cho ngươi, ta, cha ta là người đọc sách, cậu của ta cũng là người đọc sách, thật ra từ nhỏ ta đã muốn gả cho người đọc sách. Năm đó làm thiếp cho ngươi là vì không còn cách nào khác, đành phải ép mình lấy lòng ngươi. Triệu Yến Bình không tin lời nào cả. Liếc nhìn nàng, Triệu Yến Bình nhấc ghế đến gần chậu than, cúi người hông tay, tư thái ung dung như đang ở nhà mình. Phát hiện A Kiều lén liếc nhìn, Triệu Yến Bình xoa tay, nhàn nhạt nói, bây giờ ta cũng là quan văn, tuy ta không đi thi nhưng ta có đọc luật pháp, coi như là người đọc sách. A Kiều cắn môi, nghiêng đầu sang chỗ khác, ta thích người biết làm thơ, không phải người chỉ nói về các vụ án. Một tia lửa nhỏ nổ trong chậu than, Triệu Yến Bình nhìn đống cháy đỏ, mặt vô cảm nói, ta đúng là chỉ biết nói về các vụ án. Năm xưa có người thích nghe ta kể về các vụ án, nhưng khi ta kể, nàng lại sợ hãi, không dám ngủ một mình, nhất định bảo ta ôm nàng. Nói xong lời cuối cùng, Triệu Yến Bình nhìn nàng thật sâu. Gương mặt A Kiều đỏ bừng. Nàng vẫn nhớ rõ,
Lần đó mới mua tuyển tập xử án của Lư Thái Công, nàng không ngủ được, hắn chủ động kể một vụ án, kết quả nàng nghe xong thì sợ quá, càng không ngủ được, không cho hắn ngủ dưới đất mà bắt ngủ trên giường. Hậu quả là, hắn không biết mệt, còn nàng bị giày vò đến nỗi ngày hôm sau thức dậy trễ luôn. A Kiều, nàng đừng nói dối, ta biết trong lòng nàng có ta, nàng cũng rõ tấm lòng của ta đối với nàng. Triệu Yến Bình nhìn nàng, kiên nhẫn hỏi, nàng không dám gả cho ta vì có băn khoăn gì phải không? Giọng nói đó vô cùng dịu dàng, khóe mắt A Kiều cay xè, nàng quay lưng, kìm nước mắt, tương lai của ngươi rất tươi sáng, có thể cưới khuê tú tốt hơn, không cần giữ lời hứa trước đây, ta không muốn chặt đứt con nối dõi của ngươi. Tóm lại chúng ta cứ vậy đi, ngươi cưới thê của ngươi, ta nuôi nhi tử của ta, chúng ta đừng ai nghĩ tới ai nữa. Triệu Yến Bình nhíu mày. Sau một lát, hắn mở miệng hỏi, nàng cho rằng ta muốn cưới nàng vì ta đã hứa sẽ chăm sóc nàng cả đời. A Kiều không nói chuyện. Triệu Yến Bình cười tự dễu, vậy nàng có từng nghĩ, vì sao ta hứa những lời đó với nàng? Ta là kẻ vũ phu, ta không biết lãng mạn ngâm thơ, không miệng lưỡi thề non hẹn biển, nhưng vũ phu cũng có cô nương mình thích, vì thích mới hứa sẽ chăm sóc nàng cả đời. Nếu ta không thích nàng, lúc đầu sẽ không chạm vào nàng. A Kiều kịp thời giơ khăn hứng nước mắt rơi xuống. Triệu Yến Bình đột ngột đứng dậy, kéo nàng khỏi ghế, ôm vào lòng. Bọn nha hoàn còn ở bên ngoài, A Kiều giãy dụa theo bản năng, Triệu Yến Bình đè đầu nàng, bảo nàng yên lặng nghe hắn nói, ta biết nàng không muốn chặt đứt con nối dõi của ta, nhưng ta chỉ muốn cưới nàng, nàng không gả cho ta sẽ không cưới người khác. Khi lão thái thái sắp mất đã yêu cầu ta hứa với bà, trước khi cưới vợ cần phải đuổi nàng đi, ta hứa nhưng ngay lúc ấy, ta quyết định cả đời này sẽ không cưới vợ, chỉ sống cùng nàng. Trước đây lo tìm muội muội, Triệu Yến Bình cơ bản không nghĩ đến chuyện cưới vợ hay cưới thê tử kiểu nào, cho dù lão thái thái thúc giục hắn thành thân, hay A Kiều lo lắng hắn cưới thê bỏ rơi nàng, Triệu Yến Bình đều không nghiêm túc nghĩ về điều đó. Hắn nói với lão thái thái sau khi vào kinh mới cưới vợ chỉ vì không muốn lão thái thái ngày ngày thúc giục hắn. Hắn hứa với A Kiều rằng cưới vợ sẽ không quên nàng vì muốn để A Kiều yên tâm, không phải hắn thật sự sẽ cưới vợ. Mãi đến lúc lão thái thái sắp qua đời, muốn hắn lựa chọn giữa A Kiều và thê tử còn không biết ở nơi nào, Triệu Yến Bình lần đầu tiên nghiêm túc xem xét chuyện này. Sau khi suy nghĩ, Triệu Yến Bình đã đưa ra sự lựa chọn. A Kiều đối với hắn một lòng một dạ, Triệu Yến Bình tin rằng ngoại trừ người thân ruột thịt, trên đời này sẽ không có nữ tử nào đối xử với hắn tốt hơn A Kiều. Cho nên hắn sẽ không vì bất cứ ai mà từ bỏ A Kiều. Cô thái thái đến đón nàng, nàng dứt khoát rời đi khiến ta nghĩ rằng nàng muốn vào kinh hưởng phúc, nên mới viết thư thả thiếp. Khi nàng đi rồi, ta đọc thư nàng để lại mới nhận ra những lời ta dỗ lão thái thái đã khiến nàng đau lòng. Triệu Yến Bình nâng cầm A Kiều, thấy gương mặt nàng nhạt nhòa nước mắt, nghĩ đến ngày nàng rời đi chắc chắn hiểu lầm hắn lạnh nhạt vô tình vì đã không giữ nàng lại. Triệu Yến Bình đâu dám giấu giếm điều gì, vừa lau nước mắt cho nàng vừa nói, ngay ngày đầu tiên vào kinh, ta muốn đến tìm nàng để làm sáng tỏ sự hiểu lầm, nhưng khi đó chưa tìm được Hương Vân, ta không thể hứa với nàng điều gì, lại sợ nàng luôn chờ đợi vì những gì ta nói, lỡ như cả đời này ta không tìm thấy Hương Vân còn khiến nàng sống cô đơn chờ ta đến già, như vậy là quá ích kỷ phải không? A Kiều lắc đầu, hắn không tới kinh thành thì không sao, hắn tới rồi, ở bên cạnh nàng, trong lòng nàng chỉ có hắn, không cần Triệu Yến Bình hứa điều gì, chỉ cần hắn còn độc thân, nàng sẽ luôn ở bên cạnh hắn. A Kiều, 3 năm qua, nàng thật sự không nhớ ta chút nào ư? Triệu Yến Bình ôm gương mặt đẫm nước mắt của nàng, nhìn kỹ vào mắt nàng. A Kiều nhắm mắt, đang định trả lời, Triệu Yến Bình đột ngột cúi xuống, đặt một nụ hôn mãnh liệt lên môi nàng. 3 năm, chia ly bao lâu thì nhung nhớ sâu bấy nhiêu? Mỗi lần gặp mặt ở kinh thành, A Kiều đều nhớ tới giây phút mặn nồng quấn quýt của hai người, nhưng nàng không dám để hắn phát hiện, không dám đánh mất lễ nghĩa khiến người ta chỉ trích. Mỗi lần gặp hắn phải hạn chế thời gian, nào dám đi quá giới hạn. Triệu Yến Bình có khác gì nàng? Nàng từng gọi hắn một cách thân mật là quan gia, vào kinh lập tức đổi thành Triệu gia, mở miệng là ngài, khép miệng là đồng hương. Triệu Yến Bình muốn hôn nàng, ôm nàng, hòa quyện với nàng, nhưng phải đè nén suy nghĩ đó tận đáy lòng, tìm cớ đến gặp nàng, nói chuyện xong là đi, mấy tháng liền không thể tới gặp. Nàng quá nhỏ nhắn và xinh xắn, Triệu Yến Bình bất ngờ đè nàng lên bàn, áp người xuống. Trên bàn đặt các sản phẩm đồ thêu A Kiều mới nhận, có khăn thêu, có hoa lụa, khăn thêu thì không sao, không sợ bị đè dẹp, còn những đóa hoa lụa lại bị đầu và lưng A Kiều làm mất hình mất dạng,
Có vài đóa bị rớt xuống ghế và dưới đất vì hai người giằng co hai tay khi Triệu Yến Bình đè tay nàng không cho nàng chống đối. Khi ngón tay mát lạnh thon dài của Triệu Yến Bình len vào áo màu vàng cam của A Kiều, bá đạo tuyên bố sự chiếm hữu của hắn đối với nàng, A Kiều cuối cùng chấp nhận, ngoan ngoãn không dãy dụa nữa. Được A Kiều ngầm đồng ý, Triệu Yến Bình coi nàng như bữa cơm tối, một tay đỡ lưng hơi nâng nàng lên, một tay cởi áo thật dày của nàng ném xuống ghế bên cạnh. A Kiều rũ mi, đôi mắt hạnh mông lung nhìn hắn làm loạn, không cần nói thêm gì, nàng đã tự nhận ra sự thương nhớ cuồng nhiệt của hắn. A Kiều ôm đầu hắn. Triệu Yến Bình nâng nàng lên, hôn gương mặt của nàng. Cho dù hắn nhiệt tình cỡ nào, nhưng đang là mùa đông lạnh giá giống tháng giêng, A Kiều chỉ mặc một cái áo mỏng, còn hở một nửa, nàng bắt đầu run lẩy bẩy. Triệu Yến Bình phát hiện, hắn ôm A Kiều vào lòng, vừa dùng thân thể sưởi ấm cho nàng, vừa nhặt áo nàng lên, vụng về mặc vào cho nàng. Vì muốn mặc quần áo, hai người rốt cuộc phải tách ra. A Kiều đi qua một bên, quay lưng về phía hắn để gài nút. Triệu Yến Bình thấy hoa lụa và đồ thêu trên bàn rơi đầy đất, cảm thấy hối hận. Nhân dịp A Kiều đang bận rộn, Triệu Yến Bình cúi xuống, nhặt đồ thêu dưới đất và trên ghế lên. Khăn vẫn có thể bán được, có vài đóa hoa lụa đã mất hình dáng. A Kiều sửa soạn xong, quay lại thì thấy nam nhân cao cao gầy gầy đang đứng đó, cúi đầu loay hoay với một đóa hoa lụa, cố gắng khôi phục hình dáng ban đầu cho cánh hoa. Động tác của hắn rất cẩn thận, khác hoàn toàn với hành động hắn vừa làm với nàng. Nếu đã hỏng thì bỏ đi, không cần sửa lại. A Kiều đi tới, giật đóa hoa lụa trong tay hắn, túm luôn mấy đóa bị hư trên bàn nhét vào tay áo để tránh bị bọn nha hoàn nhìn thấy. Muộn rồi, ngươi về đi. Hai người ở riêng với nhau đã lâu, A Kiều sợ Thu Trúc và Đông Trúc ngoài cửa nghi ngờ. Triệu Yến Bình hiểu rõ, nếu không vừa nãy hắn sẽ không dừng lại. Nàng chưa trả lời có gả cho ta hay không? Triệu Yến Bình nhìn bóng dáng của nàng hỏi. A Kiều cắn môi, đương nhiên nàng muốn gả, nhưng giữa hai người không đơn giản như vậy. Thấy nàng do dự, Triệu Yến Bình nhíu mi, bỗng nhiên nói, chỗ nàng có dư cơm không? A Kiều nghe vậy, quay đầu lại kinh ngạc, ngươi chưa ăn à? Triệu Yến Bình nhìn nàng, nghe mẫu thân nói nàng từ chối lời cầu hôn, ta thay thường phục rồi lập tức đến đây. A Kiều nhìn vòng eo của hắn, trước kia thân hình hắn thon dài nhưng cường tráng, mấy năm nay vào kinh mỗi lần gặp là một lần gầy thêm, gầy đi như một thư sinh, có lẽ có chút liên quan đến nàng. Nghĩ như vậy, làm sao A Kiều đành lòng để hắn bị đói, nàng kiểm tra xiêm y một lần nữa, rồi chỉnh lại búi tóc, A Kiều đi ra cửa, vén một bên rèm lên. Đang canh gác bên ngoài, Thu Trúc và Đông Trúc cùng quay lại nhìn nàng. A Kiều cố gắng dùng rèm che nửa khuôn mặt, nói nhỏ, Triệu gia có việc bàn bạc với ta, nghe hắn nói chưa ăn tối, nhà bếp chúng ta còn chút sủi cảo chưa nấu phải không? Mau đi nấu rồi đem tới đây. Thu Trúc và Đông Trúc cùng đi vào bếp. A Kiều buông rèm, thấy Triệu Yến Bình ngồi trước chậu than sưởi ấm như không có chuyện gì, A Kiều vừa bước tới vừa nói, ăn xong thì ngươi trở về đi, về muộn quá sẽ khiến Thái Thái lo lắng. Nhắc tới mẫu thân, Triệu Yến Bình vẫy tay, đợi nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, Triệu Yến Bình giải thích, ta muốn cưới nàng nên đã thương lượng với Thái Thái trước. Bà biết chuyện của chúng ta, biết tình trạng thân thể của nàng, cũng biết tấm lòng của ta đối với nàng, bà không phản đối hôn sự này. Về vấn đề con nối dõi, hai đường đệ của ta đều đã có gia đình sinh con, lão Triệu gia đã có con cháu nối dõi, không cần nhánh của ta. A Kiều nhìn hắn, Thái Thái thật sự nghĩ thoáng ư. Thông thường cha mẹ sốt ruột ôm tôn tử hơn hai vợ chồng son, A Kiều khó tưởng tượng được Liễu thị sẽ rộng rãi như thế. Triệu Yến Bình dùng móc khẩy chậu than, rũ mắt nói, Thẩm bá bị nhi tử ruột làm cho tức chết, trải qua việc này, Thái Thái nghĩ thoáng hơn bất cứ ai. Có nhi tử thì tốt lắm sao, nếu như trở thành người giống Thẩm Văn Bưu, thà không sinh còn hơn. A Kiều hiểu, nhưng nàng vẫn. Vậy còn ngươi? Bây giờ ta còn trẻ, còn xinh đẹp, ngươi thích ta cho nên không quan tâm có hài tử hay không? Đợi vài năm hoặc mười mấy năm nữa, chức quan của ngươi càng lớn, ta ngày càng già, đến lúc đó, có lẽ ngươi sẽ hối hận, có lẽ muốn nạp thiếp để sinh vài hài tử. A Kiều cúi đầu nói. Nàng tin tình cảm của Triệu Yến Bình đối với nàng lúc này, điều A Kiều lo lắng là mười mấy năm sau. Không ở cùng nhau thì không cần lo Triệu Yến Bình thất hứa, nếu ở cùng nhau mười mấy năm lại chứng kiến sự thay lòng đổi dạ của hắn. A Kiều sợ mình chịu không nổi. Sau khi nàng và ta thành thân, nếu ta nạp thiếp, ta sẽ bị trừng phạt khiến bạn bè xa lánh, không được. Triệu Yến Bình chưa nói xong, A Kiều đột ngột nhào tới,
lo lắng che miệng hắn. Triệu Yến Bình ngửa đầu, nhìn dáng vẻ quan tâm của nàng, Triệu Yến Bình lại ôm nàng vào lòng, nắm tay nàng nói, nàng gả cho ta, chúng ta sống nương tựa nhau cả đời. Nếu nàng không gả cho ta, ta sẽ đứng xa xa bảo vệ nàng và Chiêu Nhi. Dù nàng đi bước nữa, ta cũng bảo vệ nàng cho đến lúc già cả cô đơn bệnh tật. A Kiều không nghe được nữa, nàng vòng tay qua cổ hắn, dựa vào vai hắn nghẹn ngào, đừng nói nữa, ta gả, ta gả. Triệu Yến Bình vỗ lưng nàng mỉm cười. Lần này hai người không làm gì, chỉ lặng lặng ôm nhau, đến lúc trong viện vang lên tiếng bước chân, A Kiều mới vội đứng lên. Tiểu thư, sủi cảo nấu xong rồi. A Kiều rờ mặt, bảo Đông Trúc bưng vào. Thu Trúc giữ tấm rèm, Đông Trúc bưng khay vào, phía trên đặt một tô sủi cảo to, còn có hai dĩa nước chấm nhỏ. Thấy tiểu thư ngồi trên ghế đang nghịch đồ thêu, Triệu Gia ngồi gần chậu than sưởi ấm, tuy hai người không ai nhìn ai nhưng lại hài hòa như một đôi phu thê trẻ. Nhị Trúc nhìn nhau, mơ hồ cảm thấy việc hôn nhân này sẽ thành. Đồ ăn được đưa tới, Triệu Yến Bình dọn ghế về chỗ cũ, ngồi đối diện A Kiều bắt đầu ăn. A Kiều bảo Đông Trúc đi nghỉ ngơi trước, dặn dò Thu Trúc, ngươi lấy sổ sách của ta lại đây. Hai nha hoàn lần lượt đi làm việc. A Kiều lại nhìn Triệu Yến Bình, mỗi lần hắn mở miệng là ăn nguyên một cái sủi cảo, ăn thật nhanh. A Kiều không nhịn được bèn nói, chàng ăn từ từ thôi, chút nữa còn phải về, ở đây ban đêm gió lớn, ăn gấp quá coi chừng gió vào bụng, không tốt cho dạ dày. Triệu Yến Bình nhìn nàng, đổi thành một cái ăn hai miếng. Ăn xong, Triệu Yến Bình bưng chén, uống hết nước súp sủi cảo bên trong. A Kiều nhìn thấy nên nói, trong nồi chắc còn nước súp sủi cảo còn ấm, ta lấy một chén cho chàng, có thể chống lạnh. Triệu Yến Bình đứng dậy, ta tự mình đi lấy, uống xong sẽ đi về, nàng nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai ta lại nhờ bà mối tới đây. A Kiều rũ mắt, đỏ mặt gật đầu. Triệu Yến Bình bưng khay, đi ra sau thấy Thu Trúc còn đứng bên ngoài, hắn hỏi vị trí của nhà bếp, tự mình đến đó múc một chén nước súp sủi cảo trong nồi uống ừng ực. Nước súp nóng uống vào bụng khiến cả người ấm lại. Đúng là đã muộn, Triệu Yến Bình nhìn phòng A Kiều lần cuối, nghĩ đến chuyện nàng sẽ sớm quay về bên cạnh hắn, mỗi đêm đều ở nhà chờ hắn, Triệu Yến Bình sảng khoái rời đi. Thu Trúc tiễn hắn ra cửa, quay lại đi đến gần A Kiều, mỉm cười hỏi thăm hai người đã nói gì. A Kiều đặt đồ thêu xuống rồi đi vào nội thất, đóng cửa lại, nhốt Thu Trúc bên ngoài. Cởi áo ngoài ra, A Kiều mặc áo đơn chui vào chăn. Tuy rằng bên trong có nhét bình nước nóng trước nhưng chỉ ấm một chút. Ban đêm lạnh lẽo như vậy làm người ta hoài niệm những ngày có một nam nhân cao lớn có thể sưởi ấm giường cho mình. Hôm sau, Triệu Yến Bình lại nhờ bà mối tới, vẫn là bà mối hôm qua. A Kiều đồng ý. Đồng ý xong, A Kiều mới nhớ tới cô mẫu, vội vàng dẫn Mạnh Chiêu đến phủ tướng quân. Mạnh thị nghe chuyện này đã khiếp sợ không nói thành lời một đổi lâu. A Kiều ngồi bên cạnh cúi đầu, lặng lẽ kéo ngón tay. Sau một lúc, Mạnh thị vui mừng, hắn đối với con như thế coi như một lòng một dạ, không uổng công con moi tim móc phổi đối với hắn, càng quý hơn là mẫu thân của hắn cũng không quan tâm đến vấn đề con nối dõi, có thể nói tốt hơn nhiều so với phần lớn bà bà. A Kiều thì thầm, thái thái cũng là người có số khổ, có lẽ do bản thân đã từng chịu khổ nên sẽ thương người khác. Mạnh thị là người có chất nữ sắp gả, không dám nghĩ mọi chuyện quá tốt, thở dài, chỉ sợ là nhất thời, tương lai thấy người khác ôm tôn tử, ôm nhi tử, hai mẹ con họ sẽ thay đổi. A Kiều à, cô mẫu hy vọng con có thể sinh hài tử. Lúc con mới vào kinh, cô mẫu thỉnh danh y chữa trị cho con nhưng con sợ thuốc quá đắng, uống vài ngày rồi ngưng, hay là chúng ta thử uống lại lần nữa, có lẽ sẽ chữa được. Danh y nói con còn trẻ, rất có hy vọng. A Kiều nhớ rõ thuốc đó rất đắng. Lúc ấy nàng mới rời khỏi Triệu Yến Bình không bao lâu, đang chán nản, dù sao không muốn gả cho ai, cớ gì ép bản thân uống thuốc đắng chát kia cho nên tùy tiện ngưng. Bây giờ nàng sắp gả cho Triệu Yến Bình, người khác không đáng, nhưng vì Triệu Yến Bình, vì một tia hy vọng, thuốc đắng cỡ nào thì A Kiều cũng sẵn sàng uống. Dạ được, cô mẫu còn đơn thuốc đó không? Người cho con đi, con tự mình đi hốt thuốc. Triệu Yến Bình cầu hôn vào đầu tháng Giêng, hai người thương lượng thông qua bà mối, quyết định hôn kỳ sẽ được tổ chức vào mùa xuân tháng 3. A Kiều có thể gả cho Triệu Yến Bình nên rất thỏa mãn, không có yêu cầu gì về sính lễ, Triệu Yến Bình chỉ là quan nhỏ thất phẩm, tòa nhà ở tạm cũng là đang thuê, sẽ không giả vờ làm người nhiều tiền, cho nên dựa theo phong tục cưới hỏi của nhà nghèo ở kinh thành để chuẩn bị tiệc cưới. Hai người không muốn công khai cho nhiều người biết,
cũng không cố tình ra ngoài tung tin, nhưng Triệu Yến Bình hiện giờ khác xưa. Hắn là ca ca ruột của người thiếp mà Tuyên Vương yêu thương, có quan hệ với Tuyên Vương rất có khả năng thừa kế vị trí kia. Những quan viên muốn thông qua Triệu Yến Bình để tạo quan hệ với Tuyên Vương lập tức nhìn chằm chằm Triệu Yến Bình. Những người này biết tin Triệu Yến Bình đã đính hôn, sau khi nghe ngóng, nhà gái lại là chất nữ của tướng quân Sơn Tặc Tiết Ngao, một thiếu phụ 21 tuổi mồ côi cha mẹ từ nhỏ đã từng gả cho người ta ở Giang Nam nhưng cuộc sống không tốt nên được phu thê Tiết Ngao đón vào kinh thành, đã vậy còn nhận nuôi một hài tử. Giá thị trường của hai bên nam nữ quá chênh lệch khiến hôn sự này gây ra nhiều cuộc thảo luận ở kinh thành. Ngay cả Thuần Khánh Đế trong cung cũng nghe được. Thuần Khánh Đế để ý Triệu Yến Bình, thứ nhất là vì Triệu Yến Bình bái Lư Thái Công làm thầy, thứ hai là vì sự tích Triệu Yến Bình kiên trì không cưới vợ vì muốn tìm muội muội khiến nhiều người xúc động, thứ ba là vì Triệu Yến Bình có quan hệ thông gia với Tuyên Vương, Thuần Khánh Đế luôn muốn xem thử sau khi được tăng giá, Triệu Yến Bình có thể giữ sự khiêm tốn và trầm tĩnh như lúc ban đầu hay không. Nếu Thuần Khánh Đế cảm thấy hứng thú với ai thì người bên cạnh ông đương nhiên sẽ hỗ trợ tìm hiểu. Hiện tại phát hiện Triệu Yến Bình không cưới các tiểu thư khuê các, ngược lại chọn một thiếu phụ đã từng kết hôn, Thuần Khánh Đế đột nhiên nhớ lại, lúc trước khi ngự sử tố cáo danh tính của Từ Trắc Phi ở trên triều đình có nhắc tới tên của Triệu Yến Bình, Tiết Ngao là người đầu tiên lên tiếng thắc mắc. Hay là chất nữ của Tiết Ngao đã quen Triệu Yến Bình từ lâu? Thuần Khánh Đế tò mò. Đại Thái Giám Cao Công Công đã chuẩn bị, cười nói, đâu chỉ quen, khi Triệu Bình Sự còn sống ở huyện Võ An đã từng nạp một người thiếp. Người thiếp đó là chất nữ của Tiết tướng quân. Thuần Khánh Đế híp mắt, thề không cưới vợ mà nạp thiếp cho mình. Cao Công Công giải thích, không phải hắn muốn nạp, hắn vốn có một tổ mẫu. Cao Công Công tựa như cuốn sách biết nói, kể chuyện A Kiều bị mợ bán vào Thanh Lâu như thế nào, sau khi Thanh Lâu bị sụp thì A Kiều bị mợ hành hạ như thế nào, Triệu Yến Bình nạp nàng làm thiếp thay vì nói là ham mê sắc đẹp, không bằng nói là xuất phát từ sự đồng tình muốn cứu A Kiều ra khỏi hố lửa, vân vân. Kể ra vô cùng tỉ mỉ. Thuần Khánh Đế kinh ngạc, nói vậy, Triệu Yến Bình biết rõ Mạnh thị không thể sinh con mà vẫn sẵn sàng cưới nàng làm vợ. Cao Công Công gật đầu, đúng vậy, Triệu Bình Sự quả là nặng tình nặng nghĩa, vụ án đầu tiên hắn xử lý sau khi vào kinh là vì Mạnh thị khẩn cầu, giúp cửa hàng Mạnh thị tìm thợ thêu. Thuần Khánh Đế hoàn toàn hiểu rõ nhưng ông không nói gì, tiếp tục phê duyệt tấu chương đang chồng chất. Tháng Giêng đính hôn, giữa tháng 3 đám cưới. Thời gian rất gấp, A Kiều muốn thuê người quản lý phòng Thu Chi để nàng tập trung may áo cưới, Thu Trúc nghe nói thì tự đề cử mình, nói rằng nàng muốn làm trong phòng Thu Chi, sau đó ở lại đây làm việc giống Hạ Trúc. A Kiều cũng đang rầu rĩ về những nha hoàn này. Tòa nhà Triệu Yến Bình đang thuê là Tam Tiến Viện, nơi ở không quá lớn. Nàng dẫn theo Mạnh Chiêu đến đó coi như ba thế hệ sống cùng nhau, dẫn theo quá nhiều nha hoàn chỉ sợ không thu xếp được. Nếu Thu Trúc đồng ý ở lại đây đã tiết kiệm tiền thuê người trông coi phòng Thu Chi cho nàng. Ngươi biết tính sổ sách không? A Kiều bất ngờ hỏi. Thu Trúc cười, ta đã học rồi, 3 năm này đi theo bên cạnh ngài nên vẫn luôn học hỏi, chắc không thành vấn đề. A Kiều dành vài ngày dạy Thu Trúc, sau khi xác định Thu Trúc có thể đảm nhiệm phòng Thu Chi, A Kiều mới bắt đầu tập trung may áo cưới. Với tình trạng thân thể như nàng, có thể gả chồng làm chính thê một cách đàng hoàng đúng là không dễ dàng. A Kiều rất trân trọng càng muốn tự tay làm. Mạnh Chiêu thấy mẫu thân không ra cửa hàng buôn bán, cậu bé rất vui. Mỗi lần đi học ở phủ tướng quân trở về, cậu sẽ đến gần mẫu thân. Mẫu thân theo thùa may vá, Mạnh Chiêu cũng không quấy rầy, cậu mở to đôi mắt đen lúng liếng nghiêm túc nhìn, nhìn đủ thì cậu tự lấy đồ chơi, lặng lẽ ngồi chơi bên cạnh. A Kiều cảm thấy đứa nhỏ mà nàng nhận nuôi quá hiểu chuyện. Có đôi khi A Kiều tò mò không biết trong đầu Mạnh Chiêu suy nghĩ điều gì. Chiêu Nhi, nương sắp gả cho Triệu gia, con vui không? Lúc đang nghỉ ngơi, A Kiều dắt Mạnh Chiêu đi vào viện phơi nắng, ngồi trên ghế hỏi cậu. Mạnh Chiêu không cần nghĩ liền gật đầu. A Kiều thấy lạ, hỏi cậu vì sao? Mạnh Chiêu cười, nương gả cho Triệu gia làm tức phụ, con sẽ có cha. Bọn nhỏ chơi ngoài đường đều có cha có nương, riêng cậu chỉ có mẫu thân. Mạnh Chiêu cũng muốn có cha. Triệu gia cao lớn mạnh mẽ như vậy, còn là quan, oai hơn tất cả cha của các hài tử trên phố, Mạnh Chiêu cảm thấy rất có mặt mũi. Lý do đơn giản như vậy, A Kiều cười, trờ đầu cậu bé, từng, Chiêu Nhi của chúng ta ngoan vậy, Thái Thái và Triệu gia sẽ thích con. A Kiều ở lại cửa hàng đến cuối tháng 2. Đầu tháng 3, cô mẫu tự mình tới đón nàng, muốn nàng đến phủ tướng quân làm lễ xuất giá. A Kiều biết,
Dượng và cô mẫu muốn cho nàng thể diện. Khi rời khỏi tiểu viện này, A Kiều rất quyến luyến. Nàng ở đây gần 3 năm, đã coi nơi này là nhà của mình. Đến phủ tướng quân, A Kiều mới phát hiện cô mẫu chuẩn bị cho nàng một phần của hồi môn thật dày, ngoại trừ giường và tủ mới, còn có hai hộp bạc thỏi, mỗi hộp 50 lượng. A Kiều từ chối, cô mẫu làm gì vậy? Lúc trước người cho con tòa nhà, đã nói là cho con của hồi môn trước, bây giờ người lại chuẩn bị nhiều như vậy, sao con mặc giày nhận được? Mạnh thị trừng chất nữ, có gì phải ngượng ngùng, con là cô nương của Mạnh gia, nếu cô mẫu không có tiền thì thôi, có tiền thì đương nhiên không thể đối xử tệ với con. Con yên tâm, bổng lộc hàng năm của Dượng con đến hơn 100 lượng, khi nào Diễm Nhi và Ninh Nhi bàn chuyện cưới hỏi, cô mẫu cũng để dành đủ bạc, sẽ không bạc đãi biểu tỷ đệ nào cả. A Kiều còn muốn khuyên, Mạnh thị lại kể lễ bà đã làm liên lụy khiến huynh trưởng và tẩu tử qua đời sớm. A Kiều đành phải đồng ý nhận. Bởi đã từng gả cho Triệu Yến Bình, lần này A Kiều không cảm thấy lo lắng bất an. Sau khi theo đồ cưới xong, A Kiều bảo Đông Trúc đến tiệm sách mua vài quyển sách dạy nấu canh và thức ăn. Tuy Triệu Yến Bình gầy xuống trông càng tuấn tú nhưng A Kiều hy vọng hắn mập một chút, quyến rũ hay không quyến rũ làm gì, cơ thể khỏe mạnh mới quan trọng nhất. A Kiều chẳng những đọc sách, nàng còn xuống bếp thực hành. Tiết Ngao và Mạnh thị không quá để ý đến vấn đề ẩm thực, đầu bếp của phủ tướng quân biết làm rất nhiều món ăn, hương vị không tệ, nhưng cũng chưa nấu những món khiến người ta tán thưởng. A Kiều nghiên cứu kỹ, từng bước làm theo công thức trong sách, nàng cũng canh lửa đúng cách, trong vòng 10 ngày tổng cộng nếm thử 2 món ăn và 1 món canh. Sau khi Dượng Tiết Ngao nếm thử, càng cảm thấy Triệu Yến Bình cưới được A Kiều là phước đức của tổ tiên để lại. Biểu tỷ, sao trước đây tỷ không học? Tiết Ninh thích uống canh biểu tỷ nấu, sau khi uống ừng ực hết một chén, Tiết Ninh đột ngột hỏi. Nếu biểu tỷ học sớm một chút, nàng có thể thường xuyên uống canh biểu tỷ nấu. Tiết Ngao liếc mắt thấy chén canh đã cạn đáy, nói nhỏ với nữ nhi, nữ nhân nấu ăn cho người mình thích, lớn lên con sẽ hiểu. Một câu trêu chọc khiến A Kiều xấu hổ đỏ ửng cả mặt. Mạnh thị nhẹ nhàng đá trượng phu ở dưới bàn. Có một số điều để trong lòng là được rồi, ai lại nói ra xấu hổ thế. Buổi chiều trước ngày A Kiều xuất giá, Triệu Yến Bình tự mình đến đón Mạnh Chiêu chuyển đến ngõ sư tử trước, Xuân Trúc hầu hạ Mạnh Chiêu cũng đi cùng. A Kiều không ra mặt, Tiết Ngao và Mạnh thị tiếp đón Triệu Yến Bình. Mặc dù trong năm qua, chuyện của Triệu gia đã gây ồn ào ở Kinh Thành, hôm nay là lần đầu tiên Mạnh thị gặp Triệu Yến Bình ở Kinh Thành. Không biết là do người đẹp nhờ lụa hay sao, Mạnh thị không thể đem bộ dáng quan văn của Triệu Yến Bình trước mắt liên hệ đến tiểu bộ đầu của huyện Võ An. Nhìn cái gì mà nhìn? Nhân lúc Triệu Yến Bình nói chuyện với Mạnh Chiêu, Tiết Ngao khó chịu hỏi thê tử. Mạnh thị vẫn chăm chú nhìn Triệu Yến Bình, nói nhỏ với trượng phu, sao ta cảm thấy Triệu Yến Bình ngày càng tuấn tú nhỉ? Tiết Ngao hừ, tuấn tú cái rắm, cả người không có nổi 2 lượng thịt, ta khinh thường tiểu bạch kiểm loại này nhất. Tiết Ngao càng tin rằng chất nữ hoàn toàn bị bề ngoài của Triệu Yến Bình mê hoặc. Giọng ông không thấp, Triệu Yến Bình quay mặt qua bên này nhưng không nhìn, tựa như không nghe thấy gì. Mạnh thị trừng mắt trượng phu bảo ông im lặng. Triệu Yến Bình thuận lợi đón Mạnh Chiêu đi, vì hôn sự lần này, Triệu Yến Bình còn cố ý mua một chiếc xe ngựa. Mạnh Chiêu ngồi trong xe, tuy cậu thích Triệu Yến Bình nhưng vì không đủ quen thuộc nên không thể thả lỏng tay chân. Triệu Yến Bình nhìn dáng vẻ ngồi nghiêm chỉnh của cậu bé, rờ đầu Mạnh Chiêu nói, từ nay ta là cha con, nếu có người bắt nạt con nói cho ta biết, ta làm chủ cho con. Mạnh Chiêu cười, gật đầu thật mạnh, cha mới đối xử tốt với cậu, Mạnh Chiêu chủ động nói một bí mật cho cha mới, nương con dạo này luôn học nấu canh, Xuân Trúc nói, nương học để nấu canh cho cha sau khi gả. Trong đầu Triệu Yến Bình liền hiện ra hình ảnh nàng học nấu canh quanh bếp. Nói đến canh, Mạnh Chiêu lại nghĩ tới một chuyện, nhíu mày, nương cũng uống canh. Đen như mực, nghe mùi rất đắng, nương uống sau lưng con, nhưng trong phòng nương có mùi canh đó. Triệu Yến Bình nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng, nàng uống lâu nay hay là dạo này mới uống? Mạnh Chiêu nghĩ một lúc rồi trả lời, trước kia không uống. Hình như từ lúc may áo cưới mới bắt đầu uống. Nương không chịu nói cho con biết nương uống gì, con hỏi bọn Xuân Trúc cũng không biết, chỉ nói nương chắc chắn không bị bệnh. Không bị bệnh thì vì sao phải uống thuốc? Triệu Yến Bình đột nhiên mất kiên nhẫn đợi thêm một đêm. Bởi vì Hương Vân ở Tuyên Vương Phủ, còn sinh 2 vị hoàng tôn, sau khi mối quan hệ huynh muội giữa Triệu Yến Bình và nàng bị lộ ra, trên quan trường đột nhiên xuất hiện rất nhiều người muốn kết bạn với Triệu Yến Bình dưới nhiều danh nghĩa khác nhau,
hoặc phái nữ quyến trong nhà qua lại với Liễu thị. Triệu Yến Bình không thích loại tình bạn quan trường này. Chính hắn cũng không đi dự tiệc kết bạn, nên sắp xếp cho mẫu thân mượn cớ cơ thể không khỏe nên không tiện ra cửa xã giao hoặc chỉ tiếp khách trong nhà. Lần này trong nhà có tiệc cưới, Triệu Yến Bình chỉ mời Lư Thái Công, hai vợ chồng Tạ Dĩnh và Thẩm Anh, cùng với một số đồng nghiệp có quan hệ tốt với hắn ở Đại Lý Tự, tính cả nữ quyến và hài tử của đồng nghiệp cũng chỉ có 6 bàn mà thôi. Bên phủ tướng quân, phu thê Tiết Ngao và Mạnh Thị chỉ mời bạn tốt thường giao tiếp, có náo nhiệt nhưng không huênh hoang. Vào lúc hoàng hôn, Triệu Yến Bình mặc áo cưới đỏ, đón tân nương tử về ngõ Sư Tử. Mặc dù không làm rình rang nhưng có những thứ không thể thiếu được, đội ngũ đón dâu vừa vào ngõ nhỏ, ở trước cửa Triệu gia, Quách Hưng chỉ huy người đốt pháo. Tiếng pháo mừng nổ tung trên không trung, tỏa ra từng đợt khói trắng, giấy pháo đỏ rơi xuống, vừa vui vừa đẹp. A Kiều ngồi trong kiệu hoa, lỗ tai lùng bùng muốn điếc, bên ngoài vang lên tiếng tiểu hài tử vui cười, ríu rít muốn gặp tân nương tử hay gì đó. Pháo nổ liên tục suốt một khắc đồng hồ mới kết thúc, đám phu khiêng kiệu nâng kiệu hoa tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng, kiệu hoa dừng lại. Bà mối hỗ trợ vén rèm của kiệu hoa, Triệu Yến Bình nghiêng người nắm tay A Kiều giúp nàng xuống kiệu. Trong đám người đang xem náo nhiệt, đột nhiên có người la lên, kỳ quá ta, Triệu quan gia cưới vợ sao không cười. Có người giải thích rằng Triệu quan gia ngày thường ít khi nói cười. Có người nói giỡn, không biết có phải tại tân nương tử lớn tuổi hay không. Người này chưa nói xong, phụ nhân bên cạnh đã hét lên, cười kìa, bối rồi, Triệu quan gia cười như vậy thật tuấn tú, ngày thường hắn nghiêm mặt khiến ta sợ hãi nên không phát hiện Triệu quan gia cũng là người tuấn tú. Mọi người cười ồ lên. Khóe miệng A Kiều cũng cong cong, không riêng gì những người này, nàng cũng chưa từng thấy Triệu Yến Bình cười. Vào thính đường, Triệu Yến Bình và A Kiều đứng bên cạnh nhau trước mặt Liễu thị, lạy trời đất trước, sau đó lạy cha mẹ, cuối cùng phu thê lạy nhau. Khăn vang che trên đầu, A Kiều chỉ thấy Triệu Yến Bình xoay về phía nàng, khi nàng cúi đầu lạy theo lời bà mối, A Kiều cảm thấy vô cùng hài lòng. Trước đây hai người là phu thiếp, bắt đầu từ hôm nay trở thành phu thê. Thời điểm vén khăn trùm đầu, có một số khách nữ trong phòng, A Kiều vội vàng liếc nhìn, thấy Thúy Nương đứng bên cạnh Thẩm Anh cười như cô ngốc. Sự vui vẻ và nhiệt tình rõ ràng như vậy khiến A Kiều càng thêm xấu hổ, cho đến khi kết thúc lễ và Triệu Yến Bình rời đi, A Kiều chưa dám liếc hắn một cái, sợ bị Thúy Nương phát hiện. Tẩu tử nghỉ ngơi trước đi, chúng ta ra ăn tiệc, ngày khác sẽ đến gặp. Tân lang quan đi rồi, các khách nữ cũng rời đi, Thẩm Anh nghiêng người cười chào A Kiều xong mới đi ra ngoài. Thúy Nương thật nhiều chuyện, nàng lén chạy tới coi tân nương. Đông Trúc ở lại hầu hạ A Kiều, cười nói, anh cô nương đã gả vào hầu phủ làm tam phu nhân, hoặc nhìn không có gì khác lúc trước khi xuất giá, vẫn lanh lợi và nghịch ngợm như vậy. A Kiều nhìn cửa, thoáng lo lắng. Hai chị em Hương Vân và Thẩm Anh, một người làm thiếp ở Tuyên Vương Phủ, một người gả vào nhà mẹ ruột của Tuyên Vương Phi, không biết Thẩm Anh thật sự không bị ảnh hưởng hay là chịu đựng không thể hiện ra. Ngày nào đó có cơ hội, A Kiều sẽ trò chuyện với Thẩm Anh một chút. Đã đói bụng, A Kiều ăn chút mì, không bao lâu sau, tiệc tan, Triệu Yến Bình trở lại. Cũng có hồi hộp, hai người tuy đã chung giường nhưng chia cách 3 năm, đêm nay ôn lại chuyện cũ, A Kiều vẫn có chút lúng túng. Nàng mắt cỡ nhìn Triệu Yến Bình, thấy trên mặt hắn không hề vui mừng. A Kiều ngẩn người. Đêm nay khách nam mời rượu không nhiều, Triệu Yến Bình chỉ say 3 phần. Hắn đóng cửa lại, đi thẳng đến bên cạnh A Kiều, nhìn nàng từ trên xuống dưới, cau mày hỏi, nghe Chiêu Nhi nói dạo này nàng đang uống thuốc, do bị bệnh hay sao? Lúc này A Kiều mới hiểu vì sao hắn có vẻ mặt này, nàng cắn môi, cúi đầu, xoắn khăn giải thích, ta không sao, thuốc đó, khi ta vừa vào kinh, cô mẫu thỉnh danh y của kinh thành bốc thuốc cho ta, nói rằng dùng lâu dài có thể dưỡng thân, có lẽ, có thể mang thai. Triệu Yến Bình tới gần nàng, mơ hồ ngửi được mùi thuốc. Ngay cả mùi thuốc lưu lại cũng rất đắng, làm sao nàng uống nổi thuốc đó? Uống bao lâu rồi? Triệu Yến Bình đỡ nàng ngồi xuống giường đất, nhìn nàng hỏi. A Kiều liếc nhìn hắn, đã hơn một tháng. Triệu Yến Bình nhíu mày càng sâu hơn, nắm tay nàng nói, nếu thuốc đó có tác dụng thì hơn một tháng cũng đủ để chữa trị, nếu không có tác dụng, nàng tiếp tục uống chỉ tự làm khổ bản thân. Nghe ta nhé, sau này đừng uống nữa, ta đã từ bỏ suy nghĩ về con nối dõi từ lâu. Nàng đừng giày vò bản thân. A Kiều hiểu, nhưng nàng vẫn muốn thử. Nàng không phản đối Triệu Yến Bình, chỉ hơi biểu môi tỏ vẻ uất ức vì bị hắn làm dữ. Triệu Yến Bình bất lực nói,
nàng muốn sinh đến vậy. A Kiều gật đầu, không có cách thì không nghĩ đến, nhưng đây là có chút hy vọng mà. Nàng nhìn hắn hỏi ý kiến. Đôi mắt Hạnh Loan loáng nước, Triệu Yến Bình không đành lòng từ chối, suy nghĩ một chút, hắn thỏa hiệp, thuốc có 3 phần độc, dùng lâu dài cũng không tốt. Hay là như vậy, sau này mỗi năm nàng uống 1 tháng đầu, thời gian còn lại kiên nhẫn chờ, mang thai được thì tốt, không mang thai thì chờ năm sau lại uống, được không? Vì muốn có hiệu quả, A Kiều muốn uống mỗi ngày, nhưng nam nhân sót nàng, hơn nữa hắn nói cũng có lý, A Kiều lập tức đồng ý không một chút bất bình. Triệu Yến Bình cảm thấy nàng thật ngốc, cố gắng hết sức để mở cửa hàng theo kiếm tiền nhưng tiếc tiền không xài cho bản thân, lại hào phóng mua sách cho hắn. Lúc hắn không đến cầu hôn, A Kiều không nghĩ tới việc điều dưỡng thân thể, vì gả cho hắn, nàng lại bắt đầu uống thuốc mà không ngại khổ. Trong lòng cảm động, Triệu Yến Bình nhìn A Kiều hỏi, Chiêu Nhi còn nói, nàng học nấu canh phải không? A Kiều kinh ngạc há miệng. Mạnh Chiêu này, sao điều gì cũng nói cho hắn biết? Hai vệt hồng xuất hiện trên mặt nàng, A Kiều muốn xoay lưng che lại, Triệu Yến Bình đột nhiên ôm nàng vào lòng, nâng mặt nàng hôn một cách điên cuồng. Tiểu Bạch Kiểm, ý chỉ những chàng trai trắng trẻo xinh đẹp, sống bám vào người khác hoặc được bao nuôi, thường được dùng với ý châm biếm. A Kiều phát hiện mình lo lắng cho Triệu Yến Bình uổng công. Người này tuy gầy, nhìn có vẻ chịu nhiều đau khổ nhưng đây chỉ là bề ngoài, sau khi cởi đồ ra thì thân hình vẫn cường tráng như xưa, khi ôm nàng vẫn vô cùng mạnh mẽ, đâu cần A Kiều hầm canh để tẩm bổ cho hắn. Những món nước đó, nàng giữ lại để bồi bổ cho mình còn hơn. Vào đêm tân hôn lần đầu tiên, hai người chẳng làm gì. Lần này, Triệu Yến Bình muốn bù đắp chuyện hắn đã thiếu nàng lần đó nên cứ ôm nàng không chịu buông tay. A Kiều không biết mình ngủ khi nào. Còn chưa đủ giấc, cổ nàng lại ngứa ngáy, hắn tới lần nữa, trên cằm lúng phúng râu đâm vào da nàng khiến A Kiều muốn làm lơ để tiếp tục ngủ cũng không được. Buồn ngủ. A Kiều tránh môi hắn, bàn tay nhỏ nhắn đẩy hắn. Hắn không nói gì, vẫn tiếp tục đuổi theo, mút môi nàng vô cùng điêu luyện. A Kiều có lòng từ chối nhưng không sức chống lại, một khắc đồng hồ sau, Triệu Yến Bình ôm nàng ngồi dậy. Hắn đặc biệt thích vậy, hai người mặt đối mặt, in bóng trên cửa sổ tựa như một người. Khi mọi thứ đã yên ổn, A Kiều được hắn đặt nằm lại trong chăn, A Kiều mới hoảng hồn phát hiện, ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng. Có thể ngủ thêm nửa canh giờ. Triệu Yến Bình nằm xuống ôm nàng. Toàn thân hắn nóng hổi, A Kiều thật sự sợ sức lực của hắn, tránh khỏi vòng tay ôm ấp của hắn, nằm một mình ở góc giường đất. Men theo ánh sáng nhàn nhạt ngoài cửa sổ, Triệu Yến Bình ngắm nhìn nàng. A Kiều không biết bây giờ mái tóc dài của nàng rối tung cỡ nào, mí mắt hơi sưng vì mấy lần thân mật lâu dài, nhưng trong mắt Triệu Yến Bình, nàng có chân mày và chiếc mũi đẹp tựa như tiên nữ từ trên trời xuống hạ giới, bị người thô thiển như hắn may mắn vớ được. Triệu Yến Bình nở nụ cười. A Kiều suýt nữa nghi ngờ mình nhìn lầm, mãi đến khi nụ cười hiếm thấy lưu lại lâu hơn trên mặt hắn, nàng mới xác định mình không hoa mắt. A Kiều giơ tay rờ khóe môi hắn, hóa ra chàng cũng biết cười. Trước kia chúng ta sống với nhau lâu như vậy nhưng ta chưa từng thấy chàng cười. Triệu Yến Bình nắm tay nàng, nhìn nàng nói, ta đã tìm được Hương Vân, và cưới nàng trở lại nên thấy đủ. A Kiều nghĩ lại những đau khổ mà hắn đã chịu đựng, mọi chuyện đều phải đè nén trong lòng, thật sự rất ít thời gian dễ dàng. A Kiều dựa vào ngực hắn, ôm hắn nói, chàng có tương lai, cửa hàng kinh doanh của ta cũng thuận lợi, chúng ta cùng nhau phấn đấu, cuộc sống sẽ ngày càng tốt. Triệu Yến Bình hôn lên đầu nàng. Trước kia cố gắng tìm được muội muội để mau chóng xứng đôi với nàng, bắt đầu từ hôm nay, hắn sẽ cố gắng hơn để A Kiều và mẫu thân hưởng phúc cùng hắn, hắn sẽ trở thành chỗ dựa tốt cho hai muội muội. Hai người ôm nhau ngủ gật trong chốc lát, trời dần dần sáng, Triệu Yến Bình xoa đầu A Kiều, thấy bộ dạng nàng quá buồn ngủ, Triệu Yến Bình thấp giọng hỏi, muốn kính trà trước rồi trở về ngủ tiếp, hay là ngủ nhiều chút rồi kính trà sau? A Kiều lập tức mở to hai mắt. Tuy Liễu thị dịu dàng hòa nhã, nhưng nàng không thể trì hoãn việc kính trà chỉ vì bà mẫu dễ tính. Chịu đựng lưng đau và chân tay mỏi, A Kiều ôm chăn ngồi dậy. Quần áo của hai người bị Triệu Yến Bình ném khắp nơi, một trong hai chiếc giày thêu bị ném dưới bàn, chiếc còn lại bị úp dưới giường đất, như vậy đủ để khiến người ta tưởng tượng cặp này tối hôm qua đã làm gì, cái kiểu vô liêm sỉ này của Triệu Yến Bình chỉ có một mình A Kiều được thể nghiệm. Trong tủ có một bộ đồ màu đỏ dùng để kính trà. Chàng lấy giùm ta đi. A Kiều dựa vào tường, sai Triệu Yến Bình. Triệu Yến Bình chỉ mặc quần trong đi xuống đất,
lộ ra vòng eo hẹp nhưng rắn chắc và bờ vai rộng lớn, trên tấm lưng trắng như ngọc có thêm vài vết móng tay cào. Gương mặt A Kiều nóng bừng, rũ mắt không chịu thừa nhận đó là kiệt tác của nàng. Khi Triệu Yến Bình cầm bộ đồ kính trà của nàng trở lại giường đất, A Kiều đột nhiên phát hiện, bên hông của hắn cũng có vài vết cào. A Kiều cắn môi nhớ lại, chỗ này có bằng cách nào? Nàng mắc cỡ, Triệu Yến Bình tưởng nàng không thoải mái khi mặc quần áo trước mặt mình nên đặt bộ đồ kính trà bên cạnh A Kiều. Hắn nhặt lễ phục tân hôn vương vải của hai người đặt lên ghế, sau đó đến tủ quần áo tìm quần áo cho mình. Một lúc sau, hai người ăn mặc chỉnh tề, Triệu Yến Bình mở cửa, phát hiện Đông Trúc đã chờ bên ngoài lâu rồi. Hắn đã đến tiệm thêu vài lần, trong lòng các nha hoàn của A Kiều đã đóng dấu cô gia cho hắn từ lâu, bây giờ Đông Trúc nhìn hắn như nhìn người quen cũ, mỉm cười hành lễ rồi bưng thau nước rửa mặt đi vào. Thúy Nương đã nấu đồ ăn xong, lúc này cũng đến đây, thừa dịp Triệu Yến Bình ngồi bên ngoài, Thúy Nương chạy vào, xoay quanh A Kiều nói thật nhiều, khỏi cần nói cũng biết thân thiết bao nhiêu. Chờ Thúy Nương ra ngoài, Triệu Yến Bình mới đi vào rửa mặt, hai vợ chồng cùng ra hậu viện kính trà cho Liễu Thị. Nương ta Kiều nâng chén trà bằng hai tay, quỳ gối trước mặt Liễu Thị, xúc động gọi bà. Lần kính trà lúc trước, nàng chỉ có thể gọi Liễu Thị là Thái Thái, bây giờ mới thật sự là mẹ chồng nàng dâu. Liễu Thị tươi cười nhận chén trà, sau khi uống xong, Liễu Thị lấy ra hai phần quà gặp mặt, một phần là một cặp vòng tay phỉ thúy mà bà đã tặng A Kiều trước đây, một phần là cây trâm đầu phượng bằng vàng ròng. Lần này phải cất kỹ, đừng bao giờ trả lại cho ta. Đặt đồ vào tay A Kiều, Liễu Thị nắm tay con dâu cười nói. A Kiều thật xấu hổ. Triệu gia có ít người, sau khi Mạnh Chiêu kính trà cho Liễu Thị và Triệu Yến Bình để sửa lại cách gọi, lễ kính trà vô cùng đơn giản liền kết thúc. Mọi người ra sảnh ngoài dùng cơm, Thúy Nương thấy họ đã xong, nàng và Đông Trúc dọn bữa sáng mà nàng đã nấu rất phong phú đi lên, có một ít bánh bao của người phương Bắc, có hoành thánh nhỏ mà bá tánh Giang Nam thường ăn. Thúy Nương trưởng thành rồi, tài nấu nướng cũng ngày càng tốt. A Kiều nếm thử, mỉm cười khen nàng. Thúy Nương cười với đôi mắt cong cong. Ăn sáng xong, những hạ nhân hiện có của Triệu gia tới chào A Kiều. Ngoại trừ huynh muội Quách Hưng và Thúy Nương, đối với A Kiều, chỉ có Bách Linh Hầu Liễu Thị là người lạ, nhân khẩu ở Triệu gia rất đơn giản. Liễu Thị nhận thấy A Kiều rất buồn ngủ, bà ân cần bảo A Kiều về phòng nghỉ ngơi. Triệu Yến Bình vào thư phòng, A Kiều không bị ai quấy rầy, ngủ một giấc tới buổi trưa, cuối cùng bù đủ giấc ngủ. Thái Thái có tìm ta không? A Kiều hỏi Đông Trúc khi đang chải đầu. Đông Trúc cười nói, không có, Thái Thái chơi với thiếu gia một chút, sau đó chỉ ở hậu viện. Nghe Thúy Nương nói, Thái Thái thực thích chăm sóc hoa cỏ, ngày thường cũng không ra cửa xã giao, nếu không thì may quần áo cho quan gia. À, sáng nay Thái Thái còn đo kích cỡ của thiếu gia. A Kiều thấy đau lòng cho bà mẫu, mới hơn 40 tuổi đã trở thành quá phụ, không thể tùy ý ra ngoài, chỉ có thể quanh quẩn với cỏ cây hoa lá. Triệu Yến Bình đoán nàng đã dậy nên đi vào. Tối hôm qua hai người bù đắp cho 3 năm xa nhau, cũng không nói gì nhiều. A Kiều bảo Đông Trúc đi ra ngoài, hỏi Triệu Yến Bình tình huống của bà mẫu. Ý của A Kiều là, có thể để cho bà mẫu kết bạn với mẫu thân của các đồng nghiệp của Triệu Yến Bình, có giao tiếp thì cuộc sống sẽ không quá nhàm chán. Nghe nàng nhắc chuyện này, Triệu Yến Bình giải thích với A Kiều về vị trí của Triệu gia ở Kinh Thành. Triệu Yến Bình chỉ có quan hệ khá tốt với 2-3 đồng nghiệp ở Đại Lý Tự, những người khác và nữ quyến nhà quan đưa thiệp mời vì muốn móc nối quan hệ với Lư Thái Công hoặc Tuyên Vương Phủ bằng cách thông qua hắn. Triệu Yến Bình không muốn dính vào phiền phức, cũng không muốn gây rắc rối cho thầy và muội muội, cho nên mới để mẫu thân báo ốm để từ chối các loại xã giao. A Kiều lập tức hiểu, chàng nói đúng, nên làm vậy, sau này ta ít ra ngoài, ngoại trừ tiệm thêu và nhà cô mẫu, ta sẽ không đi đâu, ở nhà dành nhiều thời gian cho nương. Triệu Yến Bình nói, ừ, không xã giao, nhưng phong cảnh ngày xuân tươi đẹp, mọi người có thể ra ngoài dạo chơi hoặc đến chùa lễ bái, không cần ở nhà cả ngày. A Kiều lại hỏi về Hương Vân và Thẩm Anh. Sắc mặt Triệu Yến Bình nhẹ nhàng thay đổi, nhìn ra ngoài cửa sổ nói, Hương Vân ở Vương Phủ, nàng không thể truyền tin về nhà, chúng ta cũng không thể hỏi thăm. Tuy nhiên nàng ở Vương Phủ đã 10 năm, nuôi lớn hai đứa nhỏ một cách bình an, nếu Vương gia không tiếp tục truy cứu tội khi quân của nàng, chắc không có gì rắc rối. Về phần Tiểu Anh, tuy nàng chưa nói gì, nhưng người của Tạ Phủ ắt sẽ không quá khách khí đối với nàng. Trong vụ án này của muội muội, chủ tớ Lỗ Thị của Từ gia đều bị chém đầu,
Tĩnh Văn sư thái của Am Ni cô chỉ là nhân chứng, kẻ đáng chết là am chủ đã đối xử tàn ác với muội muội. Theo như lời của Tĩnh Văn sư thái, am chủ bị một bên khác đưa đi, đến nay không hề có tin gì. Người bí mật đó rõ ràng muốn điều tra danh tính của muội muội, nhưng sau khi bắt am chủ thì lẩn trốn, ngược lại để đảng phái của Huệ Phi tố cáo muội muội đã phạm tội khi quân, tiêu diệt công bộ thượng thư thuộc về đảng phái của Tuyên Vương trên quan trường, chứng minh điều gì? Hay là đối phương muốn chờ thêm một chút, đợi đến thời cơ thích hợp sẽ đưa việc này ra đối phó với Tuyên Vương, hay là đối phương chỉ muốn chụp tội khi quân cho muội muội chứ không muốn ảnh hưởng đến Tuyên Vương và mất đi quan hệ thông gia? Có thể chú ý tới ngoại hình tương tự giữa Tiểu Anh và muội muội trước khi đảng phái của Huệ Phi phát hiện chỉ có người của Tạ phủ, nếu người của Tạ phủ bắt am chủ của Am Ni cô thì phù hợp với động cơ thứ hai. Triệu Yến Bình không có chứng cứ để chứng minh suy đoán của mình, nhưng hắn khẳng định am chủ nhất định đang ở trong tay Vĩnh Bình Hầu hoặc phu nhân Vĩnh Bình Hầu. Hầu phủ muốn đối phó với Hương Vân nhưng không thành công, quá xấu hổ đến mức tức giận, chỉ có thể trút giận lên đầu Tiểu Anh. Điều mà Triệu Yến Bình lo lắng nhất lúc này là Tiểu Anh, người đã gả cho Tạ Dĩnh. Nếu đoán được ngày này, Triệu Yến Bình thà phụ tình cảm của Tạ Dĩnh đối với Tiểu Anh chứ không để Tiểu Anh gả cho hắn. Dường như biết suy nghĩ của Triệu Yến Bình, chiều hôm sau lúc A Kiều về nhà, Tạ Dĩnh dẫn Thẩm Anh tới Triệu gia chơi. Thẩm Anh và A Kiều ngồi nói chuyện với Liễu Thị, Tạ Dĩnh đi vào thư phòng với Triệu Yến Bình. Không dám gạt đại ca, Tiểu Anh sống không thoải mái lắm ở hầu phủ. Sau khi ngồi xuống, Tạ Dĩnh xấu hổ nói. Triệu Yến Bình nắm chặt tay, hỏi hắn, ngươi tính thế nào? Tạ Dĩnh thấy nắm đấm của Triệu Yến Bình, hắn cảm thấy, nếu hắn không thể cho Triệu Yến Bình một câu trả lời thỏa đáng, Triệu Yến Bình nhất định sẽ khuyến khích Thẩm Anh hòa ly với hắn. Thẩm Anh là thê tử mà hắn đã đợi 2 năm mới cưới được, Tạ Dĩnh cũng không muốn nàng bị nhốt rầu rĩ không vui ở hầu phủ. Nếu đại ca bằng lòng, ta muốn dẫn theo Tiểu Anh đi ra ngoài làm việc, rời khỏi kinh thành. Tạ Dĩnh đưa ra biện pháp đối phó của hắn. Triệu Yến Bình nhíu mày. Tạ Dĩnh kịp thời nói, Tiểu Anh đang mang thai, thay đổi chỗ ở để thay đổi tâm trạng, đối với nàng và hài tử đều tốt. Lúc này, Triệu Yến Bình không nỡ để muội muội rời đi quá xa, cũng không thể thuyết phục muội muội rời khỏi Tạ Dĩnh. Hầu gia sẽ đồng ý chứ? Triệu Yến Bình hỏi. Tạ Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó mỉm cười, Tiểu Anh lợi hại lắm. Mẹ cả của ta bị nàng chọc tức không ít. Điều phụ thân khó chịu nhất là gia đình không yên ổn, ta đưa ra ý kiến đi ra ngoài làm việc, phụ thân chắc chắn đồng ý. Tuy thế, Triệu Yến Bình vẫn không bỏ được muội muội, ra ngoài làm việc cũng không phải giải pháp lâu dài, chẳng lẽ các ngươi cả đời sẽ không trở về kinh thành? Tạ Dĩnh nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn hắn, ta và Tiểu Anh còn trẻ, mẹ cả cũng đã 50, làm gì cần cả đời, ở kinh thành luôn có thay đổi bất ngờ. Vài năm sau ai biết được kinh thành sẽ như thế nào? Triệu Yến Bình hơi nhướng mày. Tạ Dĩnh làm một cử chỉ im lặng, thay đổi đề tài. Tạ Dĩnh đậu thám hoa năm 19 tuổi, rất có tài ở kinh thành, hắn tự nguyện từ bỏ chức vụ ở Hàn Lâm Viện để chuyển đến huyện Võ An. Tạ Dĩnh đảm nhiệm chức tri huyện của huyện Võ An 3 năm, lập nhiều thành tích, được bá tánh kính trọng và ngưỡng mộ, sau khi về lại kinh thành thì được bổ nhiệm trực tiếp làm quan lục phẩm. Bây giờ hắn cố ý chuyển đi, Vĩnh Bình Hầu và người quen ở lại bộ chuẩn bị tìm một chỗ trống tòng ngũ phẩm Tri Châu ở Sóc Châu thuộc Sơn Tây. Sóc Châu gần kinh thành hơn huyện Võ An rất nhiều, có việc gì gấp chỉ cần thúc ngựa chạy gấp 2-3 ngày là về đến nơi. Vĩnh Bình Hầu cảm thấy khá ổn, hỏi ý Tạ Dĩnh, Tạ Dĩnh cũng hài lòng, Vĩnh Bình Hầu nhờ người quen ở lại bộ trình tên của Tạ Dĩnh lên. Mỗi lần lại bộ muốn đề nghị bổ nhiệm danh sách quan viên mới sẽ viết sổ con thỉnh Hoàng thượng đưa ra quyết định cuối cùng. Tòng ngũ phẩm Tri Châu không phải là quan nhỏ. Thuần Khánh Đế xem sổ con rất nghiêm túc, nhìn thấy tên Tạ Dĩnh, Thuần Khánh Đế nhướng mày, hỏi lại bộ thượng thư, tiểu tử Tạ Dĩnh này mới về lại kinh thành hơn 2 năm, sao vội vã đi ra ngoài làm việc lần nữa? Thông thường, các quan viên địa phương tranh nhau vỡ đầu để vào kinh. Quan ở kinh thành chuyển đi vì được thăng quan phải nhận nhiệm vụ quan trọng, hoặc là thuyên chuyển ngang cấp hoặc hạ cấp phải đến các nơi khác, đây được coi là một loại trừng phạt. Tuổi trẻ như Tạ Dĩnh, tương lai tươi sáng, gia đình có quyền thế, lại xuất hiện trong danh sách chuyển ra ngoài, 8 phần là ý của hắn hoặc của Vĩnh Bình Hầu. Thuần Khánh Đế cảm thấy, Tạ Dĩnh ưu tú như thế, Vĩnh Bình Hầu sẽ không cố ý đuổi ra ngoài bởi vì nhi tử là con vợ lẽ, chắc chắn là do Tạ Dĩnh tự mình muốn đi ra ngoài. Lại bộ thượng thư cũng cân nhắc vấn đề này, về nhà ông còn nói chuyện với thê tử rằng không hiểu Vĩnh Bình Hầu nghĩ gì,
không ngờ thê tử chỉ cần một câu đã giải quyết thắc mắc của ông. Hiện giờ Thuần Thánh Đế hỏi, lại bộ thượng thư không dám đề cập đến Tuyên Vương Phủ, chỉ nói Tạ Dĩnh là người thực tế, thích làm việc thiết thực cho bá tánh. Thuần Thánh Đế vừa nghe đã biết đây là cách nói lừa gạt, phê sổ con xong, sau khi lại bộ thượng thư rời đi, Thuần Thánh Đế vừa tiếp tục xem sổ con khác, vừa hỏi Cao Công Công đang hầu bên cạnh, ngươi nói thử xem, Tạ Dĩnh nghĩ gì? Cao Công Công cười, Hoàng thượng quý nhân đã quên rồi ư, chắc là quên rồi, năm ngoái tiểu Tạ đại nhân cưới thê tử là thứ muội của Triệu Yến Bình của Đại Lý Tự. Thuần Thánh Đế dừng bút một chút, nhớ tới chuyện Triệu Yến Bình có một muội muội ở Tuyên Vương Phủ. Hai vợ chồng tiểu Tạ đại nhân đi ra ngoài để tránh phiền phức. Cao Công Công tổng kết bằng một câu. Thuần Thánh Đế lắc đầu, coi việc này trở thành việc vui. Tuy là chuyện vui, Thuần Thánh Đế vẫn không hài lòng với những thứ xoay vần trong lòng phu nhân Vĩnh Bình Hầu. Theo sự quan sát của ông, Tuyên Vương Phi tuân thủ bổn phận nghiêm ngặt ở trong vương phủ, chưa từng gây ra phiền phức gì. Chỉ vì Tuyên Vương Phi không buông bỏ được quá khứ, tuổi lại lớn, Lão Tam mới không cách nào thích nàng. Về phần Lão Tam, tuy có nữ nhân mình thích nhưng chưa từng sao nhãng việc dạy dỗ đích trưởng tử, đi đâu cũng dẫn theo đích trưởng tử. Tuyên Vương Phi không can thiệp vào việc Lão Tam yêu thương người khác, Lão Tam cũng không quấy rầy Tuyên Vương Phi tưởng nhớ Thái tử Trúc Mã đã qua đời. Hai vợ chồng hòa thuận bề ngoài, lại cùng coi trọng đích trưởng tử, như vậy rất tốt. Tạ Hoàng hậu và phu nhân Vĩnh Bình Hầu cố tình nhất quyết xen vào, chạy đến Giang Nam điều tra chi tiết về Triệu Thị. Cho đến nay không có tin tức gì của am chủ, không có ích lợi gì, có lẽ đã bị giết để bịt miệng. Ông có thể nghĩ ra thì Lão Tam khẳng định cũng nghĩ ra, tuy việc này do bên Huệ Phi thọc ra, nhưng suy nghĩ của phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Tạ Hoàng hậu rõ như ban ngày, làm sao Lão Tam vui nổi khi có người làm hại người hắn thích. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, đây là nói về những nữ nhân này. Cứ nhìn Vĩnh Bình Hầu, từ trước đến nay không dám tỏ vẻ vai vế của mình là cậu ở trước mặt Lão Tam, càng chưa từng tự tiện làm gì thay Lão Tam. Hoàng đế còn sống mà mẫu tộc của các hoàng tử đã kết bè kết cánh trắng trợn, cho rằng hoàng thượng không thông minh bằng họ sao. Đang đắm chìm phê duyệt tấu chương, Thuần Khánh Đế bật ra một tiếng cười giễu cợt. Có Vĩnh Bình Hầu hỗ trợ chuẩn bị, được sự chấp thuận của Thuần Khánh Đế, Tạ Dĩnh nhanh chóng nhận được công văn bổ nhiệm của lại bộ cấp. Đi ra ngoài làm việc là sự kiện lớn, Tạ Dĩnh cầm công văn đi thỉnh an mẹ cả, tức là phu nhân Vĩnh Bình Hầu. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu chỉ cười mà không nói gì. Trong khoảng thời gian này, bà và Thẩm Anh đấu vài lần. Mỗi khi bà cố ý làm Thẩm Anh chịu chút đau khổ, Thẩm Anh bất hiếu, đều né tránh. Khi bà muốn tỏ vẻ mẹ chồng nàng dâu hòa thuận cho Thẩm Anh thấy, Thẩm Anh cố ý giả vờ yếu đuối trước mặt khách, lời nói ám chỉ rằng nàng bị uất ức ở đây, khiến những phu nhân nhà quan bàn tán sau lưng rằng bà là Bồ Tát giả. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu sau đó mới phát hiện, Thẩm Anh là một thôn nữ không biết xấu hổ và không cần thể diện. Bà lấy quy củ hiếu đạo để đàn áp Thẩm Anh cơ bản không nghe, làm to chuyện sẽ làm hại danh tiếng hiền hậu của bà. Thay vì để Thẩm Anh ở hầu phủ thêm chướng mắt, chẳng thà để Tạ Dĩnh đưa Thẩm Anh đi ra ngoài làm việc, mắt không thấy thì lòng không phiền. Chuẩn bị mọi việc ở hầu phủ xong xuôi, Tạ Dĩnh đưa Thẩm Anh đến Triệu gia chào từ biệt. Thẩm Anh chưa nói với ai mình có thai, mọi người ở hầu phủ đều không biết nhưng Liễu Thị và A Kiều đã biết. Họ biết rằng Tạ Dĩnh được chuyển đến Sóc Châu cách kinh thành không quá xa, chỉ cần xe ngựa đi chậm một chút sẽ không đến mức ảnh hưởng đến bào thai của Thẩm Anh, Liễu Thị rốt cuộc cũng yên tâm nhưng không bỏ được. Thẩm Anh suy nghĩ rất thoáng, nàng cười nói, dù con ở lại kinh thành cũng không thể mỗi ngày tới thăm người, chi bằng đi ra ngoài thoải mái vui vẻ. Cửa hàng son phấn ở kinh thành có Lý Thúc và Thu Nguyệt trông coi, con rất yên tâm. Khi con tới Sóc Châu, con sẽ mở cửa hàng mới, Tạ Dĩnh đi làm việc nơi nào thì con sẽ mở ở nơi đó, mở càng nhiều thì kiếm càng nhiều. Cái đồ tham tiền, chỉ có Tạ Dĩnh mới chịu nổi con. Liễu Thị nhéo mặt tiểu nữ nhi. Thẩm Anh mỉm cười, kéo tay A Kiều, tẩu tử, ngày mai ta đi rồi, nhờ tẩu chăm sóc cho nương và đại ca. A Kiều vỗ tay nàng, đừng lo lắng chuyện trong nhà, muội tới Sóc Châu phải lo dưỡng thai, sinh xong rồi tính chuyện cửa hàng cũng còn kịp, tuyệt đối đừng để bản thân mệt nhọc. Thẩm Anh hiểu rõ, tẩu tử không thể sinh con, nếu nàng không biết tự chăm sóc bản thân để bị mất hài tử, đừng nói đến nàng và Tạ Dĩnh, tẩu tử sẽ đau khổ biết bao. Tâm sự xong, hôm sau vợ chồng son lên xe rời kinh thành. Liễu Thị buồn bã hết hai ngày, may mắn có A Kiều và Mạnh Chiêu bên cạnh,
lại nghe Triệu Yến Bình nói về phong tục và người dân Sóc Châu, đó là một nơi tốt để bá tánh an cư lạc nghiệp, nữ nhi và con rể ở đó sẽ không chịu đựng đau khổ gì, Liễu Thị mới lấy lại tinh thần. Chớp mắt đã đến ngày 29 tháng 3. Quan phủ sẽ được phát bổng lộc trước ngày nghỉ vào cuối mỗi tháng. Triệu Yến Bình là quan chính thất phẩm, đáng lẽ được phát 7 thạch rưỡi gạo, nhưng bây giờ trực tiếp phát bạc, 7 thạch rưỡi gạo tương đương 3 lượng 7 bạc, ngoài ra triều đình thêm một ít trợ cấp, mỗi tháng Triệu Yến Bình được 4 lượng bạc. Về đến nhà, Triệu Yến Bình đi thẳng đến hậu viện tìm mẫu thân theo thói quen, giao bổng lộc cho Liễu Thị. Liễu Thị đã suy nghĩ kỹ, nhận 4 lượng bạc của nhi tử bỏ vào túi tiền, đưa túi tiền cho nhi tử, dịu dàng nói, nương đã lớn tuổi, không muốn tính toán đau đầu. A Kiều tự mình mở cửa hàng, còn quản lý sổ sách, nàng biết tính toán, sau này bạc trong nhà đều giao cho A Kiều quản lý. Triệu Yến Bình xấu hổ, nếu bạc do nhi tử kiếm được, để A Kiều quản lý cũng không sao, nhưng bên trong hầu như là bạc của nương. Bổng lộc mấy năm nay của hắn gần như tiêu hết rồi, hắn cũng không giúp được bao nhiêu của hồi môn khi muội muội xuất giá, toàn là bạc do muội muội cho mẫu thân bù thêm vào mới được một phần của hồi môn tương tất. Liễu Thị trách móc, chúng ta là mẫu tử, con tính toán rạch ròi làm gì? Còn nữa, hiện giờ mỗi tháng con chỉ kiếm được 4 lượng. Tiền lương tháng của Bách Linh, Thúy Nương, Quách Hưng, Xuân Trúc, Đông Trúc là 5 tiền mỗi người, tổng cộng hết 2 lượng rưỡi. Tiền ăn tiền mặt của cả nhà 9 người chủ tớ chúng ta, cộng thêm tiền thuê nhà mỗi năm 15 lượng, lương tháng cơ bản của con không đủ dùng, nếu nương không đem bạc tiết kiệm giao cho A Kiều, con chuẩn bị để A Kiều lấy bạc của nàng để quản lý nhà cửa cho con à. Triệu Yến Bình ngày thường không để ý đến sổ sách, chỉ biết bổng lộc của mình có thể trang trải chi tiêu trong nhà, bây giờ thêm A Kiều, Mạnh Chiêu và hai nha hoàn, mỗi tháng hắn chỉ kiếm được 4 lượng, ngoại trừ đặc biệt khó khăn, đúng là không đủ dùng. Nghe mẫu thân tính như vậy, Triệu Yến Bình càng thêm xấu hổ. Liễu Thị cười, con không cần cảm thấy xấu hổ, con chưa từng đến trường tư thục đọc sách, chỉ dựa vào bản thân làm đến quan thất phẩm ở kinh thành như hôm nay, có nhiều tú tài lang đều kém hơn con. Cuộc sống của chúng ta hiện tại hơi khó khăn nhưng cũng sống được, tương lai con được thăng quan, lương tháng sẽ đủ nuôi cả nhà chúng ta, trong nhà sẽ dư giả chút đỉnh. Không thăng quan cũng không sao, lương tháng hiện giờ của con chỉ cần nương bù thêm một chút, đủ để chúng ta duy trì vài năm, lỡ như ngày nào đó không duy trì được nữa thì trả lại tòa nhà này, thuê chỗ nhỏ hơn, nương cũng không cần nha hoàn. Suy nghĩ của Liễu Thị rất thoáng, trong lòng Triệu Yến Bình cảm giác khó chịu. Vào đêm tân hôn, hắn đã thề sẽ để mẫu thân và A Kiều có cuộc sống tốt, kết quả cuối cùng là, lương tháng của hắn không thể duy trì cuộc sống hiện tại. Để nương quản lý đi, khi nào bổng lộc mỗi tháng của ta dư một chút thì giao cho A Kiều. Bây giờ đưa A Kiều, Triệu Yến Bình sợ A Kiều lén lấy tiền riêng để trợ cấp cho gia đình. Liễu Thị suy nghĩ một lúc, cảm thấy nhi tử nói có lý. Hai mẹ con bàn bạc xong thì cùng nhau ra tiền viện ăn cơm. A Kiều phát hiện, hôm nay vẻ mặt Triệu Yến Bình có vẻ không tốt lắm. Buổi tối đến giờ nghỉ ngơi, tuy hai người nằm chung chăn nhưng Triệu Yến Bình không có ý kia, sau khi nằm xuống thì ngây người nhìn trần nhà, A Kiều càng lo lắng, nhỏ giọng hỏi hắn, có vụ án khó ở đại lý tự hay sao? Triệu Yến Bình lắc đầu. A Kiều kéo tay hắn đặt lên người, có chuyện gì vậy? Triệu Yến Bình thở dài, nắm tay nàng, dạo này sức khỏe lão thái công không được tốt lắm, thường xuyên bị ho. Điều này cũng là sự thật, Lư Thái Công đã 67 tuổi, vốn nên về hưu nhưng Thuần Khánh Đế không tìm được quan viên kế vị phù hợp nên mời Lư Thái Công trở về. Đại lý Tự Khanh không phải là người nhàn hạ, các vụ án khắp nơi được gửi vào kinh, việc xác minh vụ án vẫn chưa hoàn tất, mấy năm nay Lư Thái Công già đi rõ rệt qua từng năm. Món quà đầu tiên mà A Kiều tặng Triệu Yến Bình là bộ sách do Lư Thái Công biên soạn, ngay cả khi Triệu Yến Bình không bái Lư Thái Công làm thầy, A Kiều cũng có ấn tượng tốt với Lư Thái Công. Nghe nói Lư Thái Công bị bệnh, A Kiều cũng lo lắng. Vậy ngày mai chàng đi thăm đi, đang được nghỉ phép, có gì giúp được lão Thái Công thì chàng cứ giúp. A Kiều đề nghị. Triệu Yến Bình mím môi, hắn rất ít khi đến Lý Quốc Công Phủ, sợ người ta chỉ trích rằng hắn cố tình lấy lòng Lư Thái Công. A Kiều lại nói, Lư Thái Công biết rõ tính cách của chàng hơn ai hết. Nói một câu khó nghe, lão Thái Công đã cao tuổi, một ngày nào đó sẽ ra đi. Chàng rõ ràng rất quan tâm đến ông nhưng lại không nói, nếu ngày đó tới, chàng muốn hối hận cũng muộn rồi. Triệu Yến Bình đột nhiên nghĩ tới hắn và A Kiều. Năm đó chính vì hắn không nói lời nào mới khiến A Kiều rời đi vô cùng đau lòng, tình cảm nam nữ như thế,
tình cảm thầy trò thì có gì khác. A Kiều còn trẻ, có thể chờ hắn bồi thường, Lư Thái Công không có nhiều thời gian như vậy. Thôi được, sáng mai ta đến thăm lão nhân gia. Ừ, ta sẽ dậy sớm hầm canh cho lão nhân gia, chàng đem theo món này cũng không cần lo bị người ta nói gì. Hầm canh tốn nhiều thời gian, A Kiều cứ nghĩ đến chuyện này nên tỉnh dậy trước khi trời sáng. Nàng vừa tỉnh, Triệu Yến Bình cũng tỉnh, ngồi dậy mặc quần áo. A Kiều thương hắn ngày thường phải dậy sớm đến đại lý tự làm việc, vừa mặc quần áo vừa bảo hắn ngủ nhiều thêm. Triệu Yến Bình đã tỉnh táo, kiên quyết nói, nàng lo chuyện của nàng, ta đi luyện quyền, đã lâu chưa luyện lại. A Kiều không lay chuyển được hắn, hai người cùng ra khỏi phòng. Các hạ nhân còn chưa dậy, A Kiều xoa tay, nhẹ nhàng đi vào bếp. Trong bếp có nửa con gà chưa ăn hết hôm trước, giữ lại để hôm nay nấu, A Kiều ngại nửa con gà quá ít, xăng tay áo đi ra khỏi bếp. Trong nhà còn nuôi hai con gà trong lồng sắt để làm thức ăn, A Kiều bắt một con, chuẩn bị làm thịt. Tiểu nữ nhân xách một con gà lông vàng đang giãy giụa gáy oang oác, nhìn cách nào cũng khiến người ta lo lắng con gà hung dữ kia sẽ làm nàng bị thương. Triệu Yến Bình vội vàng chạy tới, giật con gà trong tay A Kiều, nàng đi chuẩn bị thứ khác, để ta giết gà. A Kiều muốn giật lại, ta sẽ làm, chàng là nam nhân, đừng đụng tay vào, đi luyện quyền đi. Triệu Yến Bình nhìn nàng, nàng thật sự coi ta là thư sinh trói gà không chặt à. Sắc trời âm u nhưng không ngăn được sự hài hước trong đôi mắt đen của hắn. Thật ra tối hôm qua hai người không làm gì nhưng Triệu Yến Bình vừa nói vậy, A Kiều chợt nhớ tới lúc Triệu Yến Bình đến tiệm thêu tìm nàng cầu hôn, hắn bá đạo đè nàng lên bàn hôn thật mạnh mẽ khiến nàng không có sức từ chối. Một người lớn như nàng còn bị khuất phục dễ dàng, chẳng lẽ không giải quyết được một con gà. Thôi, chàng làm được thì làm đi. A Kiều đỏ mặt để mặt hắn, vội vàng đi vào bếp. Triệu Yến Bình định đi vô bếp lấy dao phay, vừa bước vào thấy nàng vội xoay người qua chỗ khác, không muốn nhìn thẳng hắn. Với tư thế ngại ngùng đó, nếu là thời điểm khác, Triệu Yến Bình rất muốn ôm nàng về phòng ngay lập tức để làm chút chuyện. Xa nhau 3 năm, tân hôn mới nửa tháng, nếu không phải do tối hôm qua phát hiện mình nghèo nên không có hứng thú, Triệu Yến Bình mỗi đêm đều muốn nàng. Một khắc đồng hồ sau, Triệu Yến Bình xách con gà đã xử lý tốt đi vào. A Kiều đã nấu nước sôi, Triệu Yến Bình sợ nàng bị phỏng nên ở lại trong bếp, tự mình vặt lông gà. Lúc này chỉ cần làm sạch gà, A Kiều không có chuyện gì nên đứng bên cạnh nhìn Triệu Yến Bình vặt lông gà. Hắn chỉ mặc trung y, hơi nước trong nồi bốc lên lượn lờ, hắn cẩn thận nhổ lông gà, vẻ mặt nghiêm túc như lúc hắn đọc sách, hơn nữa bởi do hắn trắng rất nhiều nên trông càng tuấn tú, ngồi nhổ lông gà cũng khiến A Kiều nhìn mê mẩn. Triệu Yến Bình bất ngờ nhìn nàng. A Kiều bị nóng nghiêng đầu qua chỗ khác. Triệu Yến Bình nở nụ cười, nhanh chóng làm sạch con gà, bảo đảm Lư Thái Công không thể nhặt ra một cọng lông nào. Được rồi, ở đây hết chuyện của chàng rồi, rửa tay rồi ra ngoài đi. A Kiều múc một gáo nước cho Triệu Yến Bình rửa tay. Triệu Yến Bình ngồi xổm bên cạnh cái chậu vừa làm sạch gà, lấy nước rửa tay, rửa xong thì lau khô. Lúc A Kiều đang đuổi hắn đi ra ngoài, Triệu Yến Bình đột ngột đè nàng vào cửa, nâng mặt nàng lên hôn. A Kiều đang nóng lòng hầm canh gà, sốt ruột đập hắn, Triệu Yến Bình có chừng mực, thì thầm vào vành tai đỏ bừng của nàng, tối lại làm. A Kiều đấm hắn một quyền. Triệu Yến Bình cười đi ra ngoài, bước ra cửa thấy Thúy Nương từ phòng hạ nhân đi tới, Triệu Yến Bình nghiêm mặt, trở lại bộ dáng lạnh lùng thường ngày. Thúy Nương đang dụi mắt, chợt thấy một đại nam nhân từ trong bếp bước ra làm nàng hoảng hồn, nhận ra đó là quan gia, Thúy Nương thấy lạ hỏi, sao quan gia dậy sớm vậy? Đói bụng hay sao? Ngoại trừ đói bụng, Thúy Nương không nghĩ ra vì sao quan gia phải vào bếp. Triệu Yến Bình nhàn nhạt nói, phu nhân muốn hầm canh gà, ngươi đi hỗ trợ. Thúy Nương nghe vậy, vội chạy vào bếp. A Kiều vừa sửa soạn lại bề ngoài và bắt đầu hầm gà. Sau khi Thúy Nương vào, A Kiều bảo Thúy Nương chuẩn bị bữa sáng, A Kiều sẽ tự tay hầm canh gà để hiếu kính Lư Thái Công. Thúy Nương nghe nói canh gà hầm cho Lư Thái Công nên không dành hỗ trợ, vừa chuẩn bị bữa sáng vừa trò chuyện với A Kiều. Thúy Nương hiếm khi cùng nấu cơm với phu nhân. Nàng kể mọi chuyện ở Triệu gia trong 3 năm qua cho A Kiều biết, kể cả chuyện năm đó Triệu Yến Bình nôn ra máu, nói chi tiết hơn Thẩm Anh nhiều. A Kiều ngoài việc đau lòng cho Triệu Yến Bình, trong lòng cũng ngọt ngào, trên đời này có bao nhiêu nam nhân sẽ nôn ra máu vì nữ nhân. À này Thúy Nương, em có thấy gần đây quan gia hơi khác không? A Kiều hỏi đột ngột. Thúy Nương nhìn nàng nghi ngờ, gần đây. Gần đây là gần cỡ nào? Ta không cảm giác được,
quan gia không phải vẫn lạnh như băng và ít nói hay sao? A Kiều nhắc nhở, ý ta là, sau khi quan gia gặp lại Hương Vân cô nương. Trước kia Triệu Yến Bình có nhiều tâm sự, rất ít khi có hành động tùy tiện, dù ban đêm ngủ chung, Triệu Yến Bình cũng chỉ trầm giọng muốn nàng chứ không nói thêm điều gì. Nhưng từ khi A Kiều gả vào đây lần nữa, Triệu Yến Bình rõ ràng khác hẳn. Tuy không nói nhiều lắm, nhưng có lần nọ hôn nàng hắn còn khen nàng trưởng thành, còn sáng nay nữa, hắn làm vậy với nàng ở trong bếp. Đây là sự thay đổi mà A Kiều cảm nhận được. Đáng tiếc Thúy Nương chỉ thấy quan gia uy nghiêm lạnh lùng ban ngày, ngoại trừ lúc vừa vào kinh thì phát hiện quan gia gầy và càng tuấn tú hơn sau một năm xa cách, Thúy Nương không còn phát hiện thay đổi nào khác. Phu nhân cảm thấy quan gia thay đổi điểm nào? Thúy Nương hỏi ngược lại. Đương nhiên A Kiều không thể nói, vội vàng chuyển chủ đề. Để hầm canh gà này, A Kiều bận rộn suốt 2 canh giờ, cuối cùng hầm xong, nàng nếm thử một ngụm rồi múc một chén nhỏ cho Triệu Yến Bình và Liễu Thị. Sau khi xác định rằng mọi người đều cảm thấy ngon, nàng mới múc canh gà vào chén canh, đậy nắp rồi bỏ vào hộp đồ ăn, bảo Triệu Yến Bình nhanh chóng đi đến Lý Quốc công phủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng hồng, đôi mắt hạnh sáng ngời, có lòng lên kế hoạch cho hắn, cũng có lòng hy vọng Lư Thái Công sớm bình phục. Nhưng hầm canh gà lâu như vậy mà nàng chỉ nếm một ngụm. Triệu Yến Bình đột nhiên đưa ra quyết định, đặt hộp đồ ăn lên bàn, dặn dò Đông Trúc, đưa phu nhân về phòng thay quần áo và trang điểm, sau đó phu nhân sẽ đi cùng ta đến Lý Quốc công phủ. A Kiều sửng sốt, lập tức xua tay không muốn đi. Triệu Yến Bình nói, ta bái lão Thái Công làm thầy, đã mời lão Thái Công tới uống rượu cưới, cũng nên đưa nàng đến thỉnh an chào hỏi lão nhân gia. A Kiều vẫn cảm thấy không thích hợp, Liễu Thị cười nói, Yến Bình nói đúng đó, A Kiều đừng từ chối, mau đi sửa soạn, chậm trễ nữa thì canh gà sẽ nguội mất. Hai mẹ con đều khuyên nàng, A Kiều không còn cách nào đành phải về phòng thay quần áo đẹp để ra ngoài làm khách, trang điểm đơn giản rồi theo Triệu Yến Bình lên xe ngựa. Nhưng A Kiều lo lắng. Vào kinh lâu như vậy, gia đình giàu có ở kinh thành mà A Kiều từng đến chỉ có phủ tướng quân của Dượng, chưa từng đến nhà cao cửa rộng nào. Lần này đến Lý Quốc công phủ, A Kiều sợ mình vụng về mất lễ nghĩa, sợ mình làm Triệu Yến Bình mất mặt. Một tay Triệu Yến Bình cầm hộp đồ ăn để khỏi bị đổ nước canh, một tay nắm tay A Kiều giải thích, lão Thái Công tuy là quốc công gia cao quý nhưng bình dị và gần gũi, không có nghiêm khắc kiểu quan lớn. Người nhà quốc công phủ cũng rất đơn giản, sư mẫu đã mất sớm, lão Thái Công chỉ có một nhi tử là Lư Đại Nhân. Lư Đại Nhân và Lư Phu Nhân sinh tổng cộng 1 trai và 2 gái, hai cô thái thái đều gả chồng, Lư Công Tử năm nay vừa mới 23, cưới vợ là Mai Thị, có một tiểu thiếu gia 3 tuổi. Nói một cách đơn giản, Lý Quốc Công Phủ hiện tại chỉ có Lư Thái Công, phu thê Lư Đại Nhân và gia đình 3 người của Lư Công Tử. Nàng đến đó, Mai Thị sẽ tiếp đón nàng, hai người tuổi tác tương đương, không cần quá gò bó. Triệu Yến Bình giới thiệu từng người, ngay cả tính tình mọi người trong Lư gia cũng nói cho A Kiều biết. Giọng điệu hắn nhẹ nhàng, A Kiều cũng yên lòng hơn. Đến Lý Quốc Công Phủ. Lư Thái Công đang cãi nhau với con cháu, nguyên nhân là vì Lư Thái Công đem một phần hồ sơ về nhà muốn xét xử trong lúc bệnh, nhưng Lư Đại Nhân lo lắng lão phụ thân mệt nhọc, không có lợi trong việc dưỡng bệnh, nên cùng thê tử, nhi tử, con dâu và cả tôn tử Tuấn Nhi 3 tuổi quỳ trước giường bệnh của Lư Thái Công. Lư Thái Công đang nằm trên giường nhưng ông không vui, ông đang mắng nhi tử. Thái Công thì sao, bá tánh ở kinh thành đều ca ngợi ông là thám tử thần thánh, tuổi đã lớn, bướng bỉnh gàn dở, mỗi khi con cháu không làm theo ý của ông thì bắt đầu mắng con cháu bất hiếu. Lư Đại Nhân mệt mỏi bởi vì có người cha quá xuất sắc, còn có nhi tử thi đậu trạng nguyên, có vẻ ông ở giữa vô cùng tầm thường. Tầm thường thì tầm thường thôi, ông chấp nhận, nhưng rõ ràng ông hiếu thuận với lão gia tử còn bị lão gia tử mắng trước mặt nhi tử, con dâu và tôn tử, không chừa cho ông chút mặt mũi nào. Cả nhà đang giằng co, người gác cổng sai người tới thông báo rằng phu thê Triệu Yến Bình tới thăm lão Thái Công. Lư Thái Công sáng mắt. Cặp mắt của Lư Đại Nhân cũng sáng lên, đồ đệ tương đương một nửa nhi tử, để Triệu Yến Bình khuyên lão gia tử đi, ông khuyên hết được rồi. Một quản sự tự mình đi đón Triệu Yến Bình và A Kiều vào, trên đường nhanh chóng giải thích tình hình trong nhà, nhắc nhở Triệu Yến Bình khuyên ông. Triệu Yến Bình chưa gặp Lư Thái Công mà đầu đã đau nhức. Tính tình của Lư Thái Công cũng không vừa, ai ở đại lý tự làm sai việc hoặc có gì sơ suất, chắc chắn bị Lư Thái Công mắng một trận. Quan viên cấp dưới sợ ông tức giận xảy ra chuyện gì nên cả đám không dám tranh luận hệt như tôn tử, còn kêu hắn đi khuyên Lư Thái Công xin bớt giận,
Triệu Yến Bình thử lần nào thì bị mắng lần ấy, cuộc sống cũng không tốt hơn nhi tử ruột như Lư đại nhân bao nhiêu. Mọi người gặp nhau trước giường Lư Thái Công. Lư Thái Công nhìn thấy A Kiều, tiểu tức phụ còn trẻ đã hiểu chuyện, còn hầm canh gà cho ông nên kìm nén tính tình. Khi ông nếm một ngụm canh gà, hương vị tươi ngon, thơm nhưng không ngấy, Lư Thái Công cuối cùng lộ ra nụ cười đầu tiên hôm nay, vừa ăn canh vừa khen tay nghề nấu nướng của A Kiều. A Kiều khiêm tốn nói rằng đều học được từ công thức trong sách. Mai Thị cười và nói, phu nhân chỉ ta nhé, ta học để thường xuyên hầm cho tổ phụ uống. A Kiều theo Mai Thị rời đi, hai tiểu tức phụ trẻ tuổi cùng thảo luận việc nấu nướng. Phu thê Lư đại nhân cũng lui ra ngoài. Lư công tử muốn ở lại hiếu kính tổ phụ, Lư Thái Công xua tay đuổi hắn đi, nói với Triệu Yến Bình, ngươi đỡ ta đến thư phòng. Triệu Yến Bình khẩn cầu, triều đình quy định ngày nghỉ là để quan viên nghỉ ngơi, ngài có vụ án gì thì khỏi bệnh rồi xét xử cũng kịp. Lư Thái Công trừng hắn, nói dễ nhỉ, ngươi có biết vụ án đốt xác ở Kinh Châu không? Hung thủ thiêu chết một người mỗi năm, tổng cộng có 7 nạn nhân, đã xác định không có mối quan hệ nào giữa 3 người, 4 người còn lại chưa rõ danh tính, bá tánh ở thành Kinh Châu rất hoảng sợ. Năm nay một nghi phạm đã bị bắt và nhận tội, người nhà của hắn lại chạy đến quan phủ kêu oan, nói rằng có lẽ bị đánh nên phải nhận tội. Nếu đại lý tự không kịp thời xác minh sẽ tạo thành vụ án oan, hung thủ còn ở bên ngoài chờ cơ hội, nếu có bá tánh bị giết thảm hại thì ai sẽ chịu trách nhiệm. Khi Kinh Châu mới trình vụ án này lên đại lý tự, Triệu Yến Bình có nghe thấy, nhưng các vụ án lớn như vậy đều được trực tiếp đưa đến tay Lư Thái Công, Triệu Yến Bình không biết chi tiết trong đó. Nếu ân sư tin tưởng, ta nguyện thay mặt ân sư xét duyệt vụ án này. Triệu Yến Bình quỳ gối trước giường Lư Thái Công, hy vọng Lư Thái Công có thể nằm trên giường nghỉ ngơi. Cũng là lời khuyên nhưng con cháu Lư gia chỉ có thể khuyên Lư Thái Công nghỉ ngơi, không đưa ra giải pháp nào, Triệu Yến Bình thì khác, hắn cũng làm ở đại lý tự, hắn có thể thay Lư Thái Công làm việc. Triệu Yến Bình không tới, Lư Thái Công không thể nhờ hắn hỗ trợ, vừa nghe nói đồ đệ tới, Lư Thái Công đã có ý này. Ngươi làm được không? Ngồi ở mép giường, Lư Thái Công thách thức hắn. Triệu Yến Bình rũ mắt trả lời, đệ tử không biết, nhưng sẽ dốc hết sức. Lư Thái Công suy nghĩ một chút rồi nói, hồ sơ để trong thư phòng, ta cho ngươi 5 ngày, nếu ngươi không phá được vụ án này thì sau này đừng tới trước mặt ta khoe khoang. Triệu Yến Bình gật đầu, được. Một quản sự chuyển toàn bộ hồ sơ của vụ án đốt xác đến phòng ngủ của Lư Thái Công, Lư Thái Công nằm nghỉ ngơi. Triệu Yến Bình ngồi bên cạnh chăm chú đọc. Vụ án chủ yếu ghi lại thời điểm xảy ra 7 vụ thiêu xác, địa điểm tìm thấy xác, danh tính của người báo án, đã xác nhận danh tính của 3 nạn nhân, và tóm tắt một số manh mối về cuộc điều tra của quan viên địa phương. Vì cách thức gây án của hung thủ mỗi lần mỗi khác, người chết bao gồm cả nam, nữ, già, trẻ, phải đến khi xảy ra vụ thiêu thứ 5, quan viên địa phương mới nhận ra được hung thủ có thể là cùng một người, vội vàng báo lên đại lý tự. Năm đó đại lý tự cử người đến điều tra, đáng tiếc không tìm ra manh mối hữu ích nào. Triệu Yến Bình đọc rất chậm, trong thời gian đó Lư Thái Công ngủ một giấc, tỉnh dậy thấy Triệu Yến Bình đã đọc xong, vẫn ngồi bất động ở đó không biết đang suy nghĩ gì. Lư Thái Công muốn uống nước. Triệu Yến Bình đỡ ông ngồi dậy, bưng nước trà tới, hai thầy trò nói chuyện vụ án. Lư Thái Công biết vụ án này sau khi trở về đại lý tự không bao lâu, ông muốn tự mình đi điều tra. Nhưng hành trình đến Kinh Châu quá xa xôi, mọi người ở Lư gia lo lắng không để ông đi, Thuần Khánh Đế cũng không yên tâm. Lư Thái Công luôn suy nghĩ về vụ án này, lần này Kinh Châu báo rằng đã bắt được hung thủ, Lư Thái Công rất vui, nhưng sau khi xem lời khai mới phát hiện nghi phạm bị đánh nên nhận tội. Lư Thái Công không biết vụ án này thì không sao, đã biết mà không bắt được hung thủ, ngày nào đó ông chết cũng khó nhắm mắt. Triệu Yến Bình hiểu rõ, cho dù là vì Lư Thái Công, hay vì những bá tánh đã chết thảm thương, hắn muốn bắt tên hung thủ này. Ngươi đem hồ sơ về đi, sáng mai đem đến đại lý tự, đêm nay ngươi thu dọn hành lý trước, sáng mai ta giao công văn điều động của đại lý tự cho ngươi. Ngươi xuất phát sớm chút, tranh thủ phá vụ án này. Lư Thái Công ho vài tiếng và dặn dò. Triệu Yến Bình khuyên Lư Thái Công yên tâm dưỡng bệnh. Trong nháy mắt đã đến giờ ăn trưa, Lư gia mời Triệu Yến Bình và A Kiều ở lại dùng cơm. Triệu Yến Bình uyển chuyển từ chối. A Kiều theo hắn lên xe ngựa. Sau khi xe ngựa xuất phát, A Kiều mới nhìn hồ sơ trên tay hắn và hỏi, đây là cái gì? Vẻ mặt Triệu Yến Bình nghiêm trọng, hắn giới thiệu ngắn gọn về vụ án. Buổi trưa cuối xuân chói chang nắng, nhưng A Kiều lạnh toát cả người vì những lời hắn nói.
Trên đời sao lại có người ác độc như vậy, mỗi năm giết một người còn chưa đủ, còn phải thiêu xác khiến người nhà của người đã mất không thể phân biệt. Triệu Yến Bình nắm tay nàng, nói nhỏ, Thái Công muốn ta đi điều tra vụ án này, sáng sớm mai sẽ xuất phát, thời hạn 3 tháng. Tim A Kiều se thắt, che lại tay hắn. Triệu Yến Bình cười an ủi nàng, ta đi điều tra vụ án, đại lý tự sẽ sắp xếp hai phụ tá cho ta, quan viên văn võ địa phương cũng dốc sức phối hợp. Nàng chỉ cần lo lắng ta không phá được án, đừng lo lắng ta sẽ bị thương. A Kiều dựa vào vai hắn, ngoài việc lo lắng, nàng còn lưu luyến. Hai người vừa thành thân nửa tháng, hắn phải chạy đến Kinh Châu, đi ít nhất là 3 tháng. Nhưng A Kiều biết trượng phu mình lợi hại bao nhiêu. Hắn đi, hung thủ có khả năng bị bắt, để mau chóng đem lại công bằng cho bá tánh, nàng nên ủng hộ Triệu Yến Bình. Lòng nàng khẽ động, A Kiều chờ mong, ta đi với chàng được không? Trước đây hai người cùng đi Tô Châu Phủ Thành, hắn cũng phá án. Tới Kinh Châu, A Kiều cũng ở trong quan dịch để hầu hạ cuộc sống hàng ngày cho hắn, sẽ không trì hoãn công việc của hắn. Triệu Yến Bình giải thích, Kinh Châu cách Kinh Thành hơn 2.000 dặm, không khác gì Tô Châu, ba người chúng ta thúc ngựa chạy nhanh thì 10 ngày sau có thể tới nơi, nếu đưa nàng theo thì phải ngồi xe và đi thuyền, sẽ mất hơn cả tháng đi đường. A Kiều hiểu, không làm hắn khó xử. Trở về ngõ Sư Tử, Triệu Yến Bình lại giải thích với mẫu thân, ăn cơm trưa qua loa rồi vào thư phòng nghiên cứu hồ sơ. Mẹ chồng và nàng dâu cùng giúp hắn thu xếp hành lý, nhét đầy một tay nải, nghĩ đến việc hắn chỉ cưỡi ngựa, không nên đem quá nhiều, chọn lựa tới lui, cuối cùng chỉ còn 3 bộ quần áo mùa hạ, 2 cặp đế giày nhìn bình thường nhưng rất bền. Vào bữa tối, Liễu Thị lại dặn dò nhi tử rất nhiều. Triệu Yến Bình liên tục gật đầu từ, A Kiều yên lặng ăn cơm. Khi hai vợ chồng trở về phòng, từ giờ đến sáng mai Triệu Yến Bình là của một mình nàng, A Kiều ôm Triệu Yến Bình, lưu luyến không buông. Buổi sáng ở trong bếp còn ngại hắn không đứng đắn, bây giờ sắp tách ra, A Kiều mới bắt đầu hối hận vì sao lúc đó không để hắn hôn nhiều một chút. Triệu Yến Bình tạm thời gác vụ án qua một bên, tập trung làm bạn với Kiều Thê. Những gì cần dặn thì Liễu Thị đã nói, A Kiều bị hắn đòi hỏi vô cùng mãnh liệt 2 lần. Rõ ràng rất mệt nhưng không hề buồn ngủ, nàng nép vào người hắn, chăm chú ngắm nhìn gương mặt ngày càng tuấn tú của hắn. Thật kỳ lạ, dù là nam hay nữ, khi già thì càng không bằng lúc trẻ, Triệu Yến Bình là một nam nhân sắp 30 tuổi, ngược lại càng ngày càng tuấn tú. Chàng là quan ở Kinh Thành, các quan viên địa phương có khi nào đưa mỹ nhân đến trải giường gấp chăn cho chàng để hối lộ không? A Kiều đột nhiên nghĩ đến chuyện này, vuốt mặt hắn hỏi. Triệu Yến Bình nắm tay nàng, đặt lên ngực, ta đi điều tra vụ án, không thể cung cấp lợi ích gì cho quan viên địa phương, ai sẽ hối lộ ta? A Kiều cắn môi, có lẽ hung thủ là quan viên địa phương nào đó, hối lộ chàng để chàng cố ý giả ngu. Triệu Yến Bình nghiêm mặt, vậy hắn tự chui đầu vào lưới. A Kiều nhìn dáng vẻ nghiêm trang của hắn, không còn lo lắng sẽ có người đưa mỹ nhân. Nếu đưa thì bị coi là nghi phạm, xem ai dám. Sáng sớm hôm sau, Triệu Yến Bình cầm tay nải mà người nhà đã thu xếp đi thẳng đến đại lý tự. Lư Thái Công tới hơi trễ một chút, viết công văn điều động có đóng dấu chính thức của đại lý tự Khanh và đưa cho Triệu Yến Bình, chọn hai tiểu lại lanh lợi hỗ trợ điều tra vụ án cho hắn. Ba người cưỡi ngựa đi ra khỏi thành. Các quan viên khác của đại lý tự đều thấy được, Lư Thái Công đang sử dụng Triệu Yến Bình làm việc lớn nhưng không ai ganh tị. Vụ án Kinh Châu chưa giải quyết được suốt 7 năm liền. E rằng Lư Thái Công tự mình đi cũng chưa chắc bắt được hung thủ, cơ hội phá án thành công của Triệu Yến Bình càng nhỏ. Phá án không được, Triệu Yến Bình đi một chuyến kiệt sức phí công vô ích, còn bị người ta chế nhạo chỉ có cái vỏ rỗng. Phá án thành công, vậy chứng minh Triệu Yến Bình thực sự có khả năng, Lư Thái Công coi trọng hắn kiểu nào thì mọi người đều phục. Thuần Khánh Đế cũng chú ý đến vụ án Kinh Châu, biết được Lư Thái Công đã cử đồ đệ mới nhận không bao lâu đến đó, ở trên triều. Khi nghe Lư Thái Công bẩm báo vụ án khác, Thuần Khánh Đế cố ý hỏi, ngươi để một tiểu bình sự thất phẩm đi điều tra vụ án đốt xác ở Kinh Châu, có đáng tin không? Nếp nhăn trên mặt Lư Thái Công vẫn không nhúc nhích, ông rũ mắt nói, năm ngoái lão thần cử đại lý tự Tả Thiếu Khanh đi, quay về không thành công, có thể thấy rằng phá án được hay không chẳng liên quan đến chức quan. Nếu Hoàng thượng thật sự không yên tâm, thỉnh Hoàng thượng chấp thuận lão thần đi Kinh Châu, ngày nào lão thần chưa bắt được hung thủ, ngày đó không trở về Kinh Thành. Giọng điệu câu này nói hơi nặng, nói xong Lư Thái Công ho khan trong đại điện, quan viên bên cạnh sợ tới mức kịp thời giúp vuốt lưng cho ông.
Các quan viên khác đều lắc đầu, chỉ có đại lý Tự Tả Thiếu Khanh Thái Kỳ vô tội thì cúi đầu xấu hổ vì bị Lư Thái Công lôi ra chuyện không thể phá án Kinh Châu. Thuần Khánh Đế nhìn Lư Thái Công ho đến đỏ cả mặt, nghĩ thầm nếu ông thật sự để Lư Thái Công đi, chỉ sợ Lư Thái Công chưa tới Kinh Châu đã bị bầm dập đến nỗi muốn quay về lại cũng không được. Nhìn vẻ già nua của Lư Thái Công, Thuần Khánh Đế nghĩ đến bản thân. Lư Thái Công sắp 70, ông cũng gần 60, không biết được giữa hai người quân thần, rốt cuộc ai sẽ đi trước. Vì để cho Lư Thái Công sống thêm vài năm, Thuần Khánh Đế hạ chỉ ra lệnh Lư Thái Công về phủ dưỡng bệnh, tĩnh dưỡng một tháng, khi nào khỏe mới quay trở lại đại lý tự. Ông có lòng tốt nhưng lại bị Lư Thái Công chửi thầm một trận. Hoàng đế cái gì, khi ông từ quan dưỡng lão, hoàng thượng kiên quyết mời ông về lại, bây giờ ông tận tâm quản lý đại lý tự, hoàng thượng lại bắt ông trở về dưỡng bệnh. Triệu Yến Bình đi Kinh Châu lần này, đa số quan viên chỉ nghe cho biết mà thôi, nhưng có vài vị ngầm thảo luận. Dù sao Triệu Yến Bình cũng là cháu rể, Tiết Ngao trở về phủ tướng quân vào lúc chạng vạng, kể chuyện này cho Mạnh Thị, nàng thấy Triệu Yến Bình may mắn hay là xui xẻo, mới lập gia đình nửa tháng đã bị cử đi Kinh Châu xa xôi 2000 dặm, Lư Thái Công tin tưởng hắn đến vậy, nếu hắn không giải quyết được vụ án, về kinh sẽ bị người ta cười nhạo. Mạnh Thị trừng ông, sao chàng không nói cho dễ nghe chút? Yến Bình có thể trở thành quan kinh thành thất phẩm từ một tiểu bộ đầu, không phải nhờ muội muội ở Tuyên Vương phủ. Lư Thái Công cử hắn đi cho thấy rằng Lư Thái Công tin tưởng hắn nhất định có thể phá án. Khi Yến Bình lập công trở về, trong đợt đánh giá cuối năm được tổ chức 3 năm một lần, Lư Thái Công sẽ khen hắn vài câu, biết đâu sẽ được thăng quan. Tiết Ngao thở dài, không phải ta muốn dội nước lạnh cho người thân, vụ án này không phá được đã 7 năm rồi, nàng đừng nghĩ quá dễ dàng. Mạnh Thị dứt khoát phớt lờ ông. Mặc dù trách trượng phu chẳng nói được lời hay, Mạnh Thị vẫn đi một chuyến đến ngõ Sư Tử. A Kiều đang giúp Liễu Thị chăm sóc hoa cỏ, tìm chút việc cho bản thân để không phải lúc nào cũng nghĩ đến nam nhân đang đi xa. Mạnh Thị nói vài lời với Liễu Thị, sau đó về tiền viện nói chuyện riêng với A Kiều. Yến Bình có nắm chắc vụ án này không? Mạnh Thị hỏi A Kiều. A Kiều cười khổ, vụ án xa xôi ngàn dặm, đọc hồ sơ chỉ có thể nhìn thấy nghi phạm đang bị bắt hiện tại có thể bị oan, những thứ khác đều khó nói, đến nơi mới có thể bắt đầu điều tra. Mạnh Thị lo lắng, hắn đã nhận một củ khoai lang phỏng tay. A Kiều nghi ngờ, lời này có ý gì? Mạnh Thị thì thầm phân tích với chất nữ, chắc con đã hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu hắn không phá án được. Nhưng A Kiều có từng nghĩ, cho dù Yến Bình phá án và lập công, cũng không phải là chuyện tốt. Ở độ tuổi của Lư Thái Công, ông có thể làm đại lý tự khanh được bao lâu? Khi Lư Thái Công rời đi, tám phần sẽ do Tả Thiếu Khanh Thái Kỳ thay thế vị trí đó. Tính tình Lư Thái Công ngay thẳng nói chuyện bộc trực, sáng nay còn làm tổn thương Thái Đại Nhân. Nếu Yến Bình thật sự giải quyết được vụ án mà Thái Đại Nhân không làm được, khi Thái Đại Nhân tiếp quản đại lý tự, hắn sẽ không ngứa mắt Yến Bình chắc. A Kiều chưa bao giờ nghe nói đến Tả Thiếu Khanh Thái Đại Nhân, hiện tại nghe cô mẫu phân tích, A Kiều mới cảm nhận được những khó khăn trên quan trường. Giải quyết vụ án không được thì bị cười nhạo, làm tốt thì bị quan trên chú ý. Có lẽ Thái Đại Nhân không phải là kiểu người như vậy. A Kiều thì thào. Mạnh Thị nhìn chất nữ bằng ánh mắt, con ngây thơ quá. A Kiều ngượng ngùng cúi đầu. Mạnh Thị tới đây không phải để khiến chất nữ xấu hổ vì sự ngây thơ ngốc nghếch của mình, mà muốn nhắc nhở chất nữ làm thế nào để trở thành một người nội trợ tốt. Thật ra chất nữ và Triệu Yến Bình rất giống bà và Tiết Ngao. Triệu Yến Bình và Tiết Ngao đều là nam nhân chính trực, công bằng, không sợ mất lòng người khác, hơn nữa về cơ bản là không thay đổi được, vậy chỉ có thể dựa vào phụ nhân nội trạch như bọn họ thông qua giao tiếp để thăm dò hành vi của các quan viên, nhắc nhở trượng phu những việc cần làm kịp thời. Đến hôm nay, A Kiều chợt nhận ra, muốn có cuộc sống tốt đẹp ở kinh thành không đơn giản như nàng nghĩ. Ba người Triệu Yến Bình hầu như đi xuyên đêm, chỉ 8 ngày đã đến thành Kinh Châu. Vào thành thì đã chiều, người và ngựa đều mệt. Triệu Yến Bình bảo Đái Xương và Lý Nghiêm, hai tiểu lại đi theo phụ tá, vào khách điếm nghỉ ngơi. Hắn rửa mặt, uống bình trà, cầm công văn của đại lý tự, đi thẳng đến phủ nha của Kinh Châu phủ. Hơn nửa canh giờ nữa là hết giờ làm việc, Lục Tri Phủ xác nhận công văn của Triệu Yến Bình, biết Triệu Yến Bình chỉ là một tiểu quan thất phẩm của đại lý tự, mà năm ngoái Tả Thiếu Khanh chính tứ phẩm Thái Kỳ của đại lý tự tự mình tới điều tra cũng không thể phá án, không khỏi hơi khinh thường Triệu Yến Bình, cũng suy đoán rằng đại lý tự thật ra đã từ bỏ vụ án này,
cử Triệu Yến Bình tới đây chỉ để xác nhận nghi phạm trong nhà lao có phải là hung thủ hay không mà thôi. Đối với sự sắp xếp này của Đại Lý Tự, Lục Tri Phủ rất bất mãn. Hắn bắt được hung thủ, nhân chứng và vật chứng đều vô cùng rõ ràng, chỉ vì hung thủ kiên quyết không chịu thừa nhận 7 vụ án trước đây là do hắn làm, hắn mới sử dụng hình phạt nặng để ép hỏi. Đám người ở Đại Lý Tự chỉ là vết mực, mỗi năm không lật được vài vụ án oan thì sợ bị phê bình là quan kinh thành vô dụng, nhất quyết đòi xét duyệt và kiểm điểm lại. Tuy bất mãn, nhưng để tỏ ra mình tôn trọng Đại Lý Tự, Lục Tri Phủ vẫn đưa Triệu Yến Bình đến nơi giam giữ tử tù. Hung thủ mà Lục Tri Phủ bắt được tên là Ngụy Chí Thành, khi hắn bị người báo án phát hiện, hắn vừa mới cưỡng hiếp một phụ nhân trẻ tuổi. Các bá tánh báo án đã bắt hắn, sau khi quan phủ tiếp quản đã phát hiện phụ nhân đó là hàng xóm của Ngụy Chí Thành, đã chết, còn tìm thấy một ấm trà có chứa dầu cây trẩu và một cây mồi lửa bị Ngụy Chí Thành vứt bỏ trong bụi cỏ xung quanh người chết. Đây là bằng chứng được Lục Tri Phủ liệt kê trong hồ sơ vụ án. Lời khai được chia làm hai phần, một phần là lời biện hộ ban đầu của Ngụy Chí Thành, nói rằng hắn chỉ muốn thiêu chết một mình phụ nhân. Sau đó phủ nha sử dụng biện pháp tra tấn, Ngụy Chí Thành mới thú nhận rằng 7 người trước đó đều do hắn giết chết, giết người lớn vì muốn cướp tiền của họ, giết hài tử là vì hài tử xúc phạm hắn. Lư Thái Công nghi ngờ Ngụy Chí Thành bị đánh nên phải nhận tội, hai trong số 3 người đã chết được xác định là hộ nghèo, tuy gia đình Ngụy Chí Thành không giàu có, nhưng nếu Ngụy Chí Thành có chút đầu óc sẽ không mạo hiểm đi cướp hộ nghèo, nên chọn hộ có tiền để ra tay. Hắn là Ngụy Chí Thành, nếu Triệu Bình sự muốn thẩm vấn, có thể đến đây bất cứ lúc nào. Dừng lại trước một gian nhà lao, Lục Tri Phủ chỉ vào tù nhân nằm trên chiếu bất động bên trong. Tù nhân đó đầu bù tóc rối, cánh tay và cổ chân lộ ra máu me bê bết. Nhìn thấy có người tới, hắn cuộn mình chặt hơn, trong mắt đỏ hoe lộ rõ vẻ sợ hãi. Triệu Yến Bình liếc thẳng hắn, xoay người nói với Lục Tri Phủ, đại nhân có việc bận thì cứ đi. Lục Tri Phủ cười đầy ẩn ý, dẫn theo tùy tùng rời đi. Triệu Yến Bình yêu cầu cai ngục mở cửa, hắn đi vào một mình, ngồi xổm trước mặt Ngụy Chí Thành. Ngụy Chí Thành rụt đầu vào ngực, không dám nhìn hắn. Triệu Yến Bình nghiêm giọng nói, ngươi đừng sợ, ta sẽ không tra tấn ngươi. Ta họ Triệu, là quan viên của Đại Lý Tự ở Kinh Thành, Đại Lý Tự xét duyệt các vụ kiện trong thiên hạ, nếu có vụ án bị oan sẽ được sửa lại. Ngươi đã cưỡng hiếp và giết Đàm Thị, bằng chứng rất rõ, nhưng chỉ chịu tội đã giết một người. Nếu ngươi thú nhận ngươi không phạm tội, thay hung phạm nhận thêm 7 mạng người, bá tánh toàn Kinh Châu sẽ trút toàn bộ hận thù lên người của ngươi. Ngươi chết thì hết mọi chuyện, cha mẹ và thê nhi của ngươi còn sống, chẳng lẽ ngươi muốn để bọn họ mỗi ngày bị người đời chửi mắng và đòi đánh như chuột chạy qua đường. Khi Ngụy Chí Thành nghe đến đây thì đột nhiên gào khóc. Hắn hối hận không nên bị sắc đẹp dụ dỗ, hối hận không nên giết người để bị người ta phát hiện, hại chết người khác cũng hại chết chính mình, ở trong lao tù chịu nhiều đau khổ còn liên lụy người nhà. Nếu có thể sống lại, Ngụy Chí Thành nhất định sẽ không phạm sai lầm. Hắn khóc thật lâu, Triệu Yến Bình vẫn ngồi xổm bên cạnh kiên nhẫn chờ. Sau khi khóc đủ, Ngụy Chí Thành giải thích mọi chuyện với Triệu Yến Bình. Hắn mê sắc đẹp của Đàm Thị, nghĩ rằng giết Đàm Thị thì có thể đổ lỗi cho hung thủ đã liên tục giết 7 người ở Kinh Châu. Hắn thừa nhận đã giết Đàm Thị, nhưng 7 người kia thật sự không phải do hắn giết, bởi vì cai ngục tra tấn hắn chịu không nổi, dù sao giết vài người thì cũng là tội chết, không biết cũng nhận để khỏi bị hành hạ. Triệu Yến Bình ra khỏi nhà lao, Lục Tri Phủ cũng xong việc, hắn muốn mở tiệc chào đón Triệu Yến Bình nhưng Triệu Yến Bình khéo léo từ chối, trực tiếp đến bộ phòng của phủ nha. Đám bộ khoái của phủ nha chuẩn bị về nhà, bị Triệu Yến Bình ra lệnh hợp tác điều tra, các bộ khoái lộ vẻ bất mãn. May mắn thay, Triệu Yến Bình chỉ chọn 3 bộ khoái làm việc ở phủ nha ít nhất 8 năm, người lớn nhất là 42 tuổi, trẻ nhất cũng gần 30. Triệu Yến Bình đưa 3 người tới tửu lầu, hắn cũng đói bụng, chuẩn bị vừa ăn cơm vừa hỏi han. Có rượu và đồ ăn ngon miễn phí, 3 bộ khoái vui vẻ hợp tác, Triệu Yến Bình hỏi điều gì thì bọn họ đều trả lời hết. Lần này Triệu Yến Bình đến đây có rất nhiều chuyện cần làm, kiểm tra xương cốt của những người chết, điều tra người nhà của 3 người chết mà danh tính đã được xác nhận, xem có điểm chung nào hay không, còn cần điều tra địa điểm phát hiện 7 người bị giết, thậm chí cần yêu cầu người nhà của Ngụy Chí Thành xác minh hành động của Ngụy Chí Thành vài năm qua, hoàn toàn loại trừ hắn là hung thủ mặc dù Triệu Yến Bình đã tin Ngụy Chí Thành. Nhưng hôm nay đến Kinh Châu quá muộn, không thể làm nhiều chuyện cùng một lúc,
Triệu Yến Bình chỉ muốn tranh thủ ăn cơm để tìm hiểu về 7 vụ án từ chỗ bọn bộ khoái. Ba bộ khoái đều đã tham gia điều tra từng vụ án đốt xác chết, mỗi người góp một lời kể mọi chuyện, hung thủ gian xảo cỡ nào, chưa từng để lại dấu vết, còn nói hung thủ ngày càng lão luyện. Trong ba vụ án đầu tiên, bởi vì quần áo của người chết không thiêu hủy hoàn toàn, hoặc người chết bị kéo nên đánh rơi đồ trên người, nên phủ nha xác nhận được danh tính của người chết. Bốn vụ án sau không có dấu vết để lại. Người bị thiêu cháy hoàn toàn, quần áo bị đốt thành tro, cho dù vài bá tánh nghi ngờ người chết là người thân mất tích của mình, bọn họ cũng không nhận ra khi nhìn thấy một khối thi thể đen như mực, thà tin rằng người thân của mình chỉ bị mất tích và còn sống đâu đó. Kinh Châu phủ rộng lớn như vậy, mỗi năm đều có một nhóm người mất tích vì nhiều lý do khác nhau, bởi vậy khó xác định bốn xác chết cháy đen. Triệu Yến Bình vừa hỏi, ba người nghĩ đến điều gì thì nói ra, Triệu Yến Bình không quấy rầy, vừa uống rượu vừa lắng nghe. Bảy vụ án gần như giống nhau, Triệu Yến Bình lại hỏi, thông thường hung thủ giết người liên tục kiểu này bởi do bản thân từng chịu kích thích tương tự, cho nên mới chọn một loại người để ra tay. Có ba người trong bảy nạn nhân này đã được xác định là hai nam một nữ, nam là người lớn 27 tuổi, hài tử 11 tuổi, lão phụ 50 tuổi, tạm thời chưa phát hiện mối liên hệ giữa bọn họ hay sao. Ba bộ khoái đều gật đầu, vì vậy nên vụ án khó điều tra, nếu ba nạn nhân có kẻ thù chung thì mục tiêu rất dễ đặt ra. Nhưng bảy vụ án này thật ra có một điểm chung. Triệu Yến Bình nhìn ba người nói, bọn họ đều bị lửa thiêu chết. Ba bộ khoái nhìn nhau, không hiểu rõ ý của Triệu Yến Bình. Triệu Yến Bình chậm rãi giải thích, nếu hung thủ đốt xác chỉ vì không muốn quan phủ xác định danh tính của họ, hắn có thể tìm một nơi vắng vẻ để chôn, hoặc là ném xuống dòng sông chảy xiết ở hạ lưu, như vậy tiện hơn việc thiêu người, bởi vì thiêu người sẽ bốc khói, hắn cần xác định người bị thiêu hoàn toàn, không còn da thịt nguyên vẹn, nên hắn cần ở lại bên cạnh xác chết, khói đặc cuồn cuộn rất dễ bị phát hiện. Kinh Châu có nhiều núi và nhiều nước, chôn người không để lại dấu vết và vận chuyển bằng đường thủy xuống hạ lưu sẽ an toàn hơn thiêu hủy xác chết. Hắn cố tình dùng lửa đốt, hoặc là hắn có niềm đam mê đặc biệt đối với lửa, hoặc là hắn ngày thường làm việc có liên quan đến lửa, cho dù hắn bị phát hiện đốt cháy bất cứ thứ gì cũng không bị nghi ngờ, hoặc là chính hắn trải qua một vụ án có liên quan đến lửa, ví dụ như hắn đã mất đi thứ gì đó trong vụ cháy, chỉ có dùng lửa trả thù thì hắn mới thỏa mãn. Triệu Yến Bình phân tích rõ ràng. Có phân tích của riêng hắn, cũng có ý tưởng giải quyết vụ án do Lư Thái Công cung cấp trước khi hắn xuất phát. Nghe hắn nói vậy, bộ khoái gần 30 tuổi nói, ta nhớ ra rồi, năm ngoái sau khi xác chết bị thiêu, đại lý tự cử người tới điều tra vụ án, vị đại nhân đó cũng nói tương tự, yêu cầu chúng ta đi điều tra Kinh Châu và các lò nung trực thuộc trong huyện và các xưởng gốm, nhưng kiểm tra vài lần không tìm thấy gì. Ngoài ra còn điều tra các vụ án cháy xảy ra ở địa phương trong 10 năm trước vụ đốt xác đầu tiên, vị đại nhân đó rất chăm chỉ, bận rộn ngày đêm, lúc trở lại kinh thành thì gầy đi nhiều so với khi vừa đến. Hắn đang nói về Thái Kỳ, đại lý tự Tả Thiếu Khanh hiện tại. Lư Thái Công cũng kể cho Triệu Yến Bình quá trình điều tra của Thái Kỳ. Triệu Yến Bình cau mày nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, cuối cùng hỏi, trong thành có bao giờ phát sinh hỏa hoạn mà không báo án hay không? Trong nhà bá tánh bị hư hại, có người chết hoặc bị thương nhưng cố tình không đi phủ nha báo án. Ba bộ khoái nhìn nhau, tình huống này có lẽ cũng có, nhưng nếu chưa báo án, bọn họ đi đâu nghe ngóng? Kinh Châu Thành không phải là thôn nhỏ hoặc trấn nhỏ, nơi này rất lớn, trừ khi nó xảy ra gần nhà. Hơn nữa, điều Triệu Yến Bình hỏi không phải là chuyện của mấy năm gần đây, mà là 7-8 năm trước, thậm chí lâu hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, không ai có thể trả lời Triệu Yến Bình. Nhã Giang yên tĩnh hồi lâu, cho đến khi một bộ khoái không nhịn được đã ngáp một cái. Triệu Yến Bình đứng dậy, rót một chén rượu kính ba người. Vụ án này liên quan đến sự an nguy của toàn bộ bá tánh ở Kinh Châu Thành, xin chư vị sau khi trở về thì ngẫm lại, hoặc hỗ trợ hỏi thăm một chút, nếu chư vị có thể cung cấp manh mối giúp phá án, chẳng những tạo phúc đức cho bá tánh địa phương, mà quan phủ cũng sẽ thưởng tiền bạc cho chư vị. Ba bộ khoái nghe nói có thể đi về nên đều vui vẻ đồng ý, Triệu Yến Bình mở cửa nhã gian, cùng ba người đi xuống lầu. Trời đã đen kịt, trên đường phố hầu như không còn bóng người, đám bộ khoái vội vàng ai về nhà nấy. Triệu Yến Bình đi về khách điếm một mình. Một phần trăng tàn treo trên bầu trời, ánh trăng soi bóng dáng cô đơn của hắn trên con đường lát đá xanh. Mấy ngày nay, Triệu Yến Bình bận rộn lên đường. Bây giờ đã đến Kinh Châu, hôm nay đã làm những việc cần làm,
cuối cùng rảnh rỗi chút, hắn có thời gian nhớ người nhà ở kinh thành. Muội muội ở Tuyên Vương phủ không thể lui tới, mẫu thân mỗi ngày bận rộn chăm sóc hoa cỏ, còn có A Kiều mới cưới. Triệu Yến Bình nắm chặt tay. Vì họ, hắn phải phá được vụ án này. Ngày thứ hai ở Kinh Châu, Triệu Yến Bình chính thức thẩm vấn Ngụy Chí Thành. Dựa vào lời khai của Ngụy Chí Thành, hắn thẩm vấn mọi người ở Ngụy gia, hàng xóm và vài công nhân quen với Ngụy Chí Thành ở bến tàu chở hàng, xác nhận trong 7 vụ án đốt xác trước đây, Ngụy Chí Thành có bằng chứng cho thấy có ít nhất 3 lần không có khả năng phạm tội, bởi vậy kết luận hung thủ chân chính gây ra 7 vụ án là người khác. Lục Tri Phủ không vui lắm, nhưng khi cần hợp tác với Triệu Yến Bình, hắn vẫn để các phủ nha hợp tác. Triệu Yến Bình dành vài ngày ở chỗ 7 xác chết và 7 địa điểm xảy ra vụ án, buổi tối trong đèn đọc hồ sơ từ vụ án đốt xác đầu tiên đến những vụ án có liên quan đến hỏa hoạn được cất giữ trong phủ nha 15 năm trước. Hồ sơ chất đầy mấy cái rương, bởi không có ai xử lý hàng năm nên bám đầy bụi, có sâu mọt, có chữ bị nhòe vì ẩm ướt, Triệu Yến Bình dẫn theo Đái Xương và Lý Nghiêm, mỗi đêm cùng nhau đọc đến giờ tí. Đọc hồ sơ hết 10 ngày đêm. Vào ban ngày, Triệu Yến Bình dẫn hai người đi dò hỏi các bên liên quan đến vụ đốt phá đáng chú ý nhưng không tìm được gì. Đại nhân, vì sao ngài không đến điều tra người nhà của ba nạn nhân đã biết trước? Đái Xương mệt mỏi hỏi khi trở về không thành công. Triệu Yến Bình giải thích, ta đã xem những lời họ trần thuật, trực tiếp đến hỏi vẫn là những điều đó, tìm hiểu tin tức khác trước, có lẽ phát hiện được đầu mối mới. Đái Xương và Lý Nghiêm liếc mắt nhau, cảm thấy Triệu Đại Nhân nói có lý, nhưng cũng cảm thấy mơ hồ, chẳng lẽ Triệu Đại Nhân đã nhớ tất cả những gì đã đọc trong mười mấy ngày qua. Lại là một ngày mới, Triệu Yến Bình yêu cầu Lý Nghiêm phân loại 4 vụ đốt xác tiếp theo xảy ra vào năm Phủ Nha Kinh Châu nhận được báo cáo của bá tánh về chuyện dân cư mất tích, đặc biệt là danh sách những bá tánh bị mất tích xảy ra trước và sau vụ án đốt xác, hắn dẫn Đái Xương đi điều tra người nhà của ba nạn nhân đầu tiên. Nạn nhân đầu tiên là Trương Phúc, khi chết 27 tuổi, mẫu thân lớn tuổi trong nhà đã qua đời, chỉ còn phụ thân, có thê tử là Dương Thị và một nhi tử 10 tuổi. Trương lão đầu hơn 50 tuổi, bởi vì nghèo khổ nên mỗi ngày đều lên núi đốn củi. Dương Thị nhận việc giặt đồ cho người khác, làm lụng vất vả nên trông nàng lớn tuổi và hốc hác hơn tuổi thật. Cả bố chồng và con dâu rất cần cù, nuôi dạy hài tử rất tốt, nhìn chúng rắn chắc và hiểu chuyện. Trương lão đầu không có ở nhà. Nhắc tới cái chết của Trương Phúc, con của hắn năm đó còn nhỏ không có ấn tượng. Dương Thị tuy thấy Triệu Yến Bình thì có chút đề phòng nhưng cũng thành thật, hỏi cái gì đáp cái nấy, không khác với những lời trần thuật khi chuyện xảy ra năm xưa, nói rằng Trương Phúc thích uống rượu, đôi khi thường xuyên đi ra ngoài một hai ngày mới về. Nàng và công công đã quen, đến khi phủ nha phát hiện một xác cháy đen, bảo bá tánh có người nhà bị mất tích đến nhận dạng. Công công đi xem mới nhận ra phía sau lưng của Trương Phúc bởi vì sát mặt đất nên quần áo không cháy hết. Không biết có phải do thời gian trôi qua đã lâu hay không, Dương Thị chỉ trầm giọng kể lại, không có chút đau thương. Triệu Yến Bình bảo Đái Xương ở lại chờ Trương lão đầu trở về. Hắn đi ra khỏi Trương gia, bước dọc theo con phố đi dạo một vòng, nhìn thấy một vị lão giả thì dừng lại, hỏi thăm lão giả về tính cách của Trương Phúc. Hầu như mọi người ở Kinh Châu đều biết về vụ đốt xác, biết có quan kinh thành tới điều tra, lão giả phấn khích nói rất nhiều. Trương Phúc chẳng nên thân, uống say rượu thì thích đánh tức phụ, mẹ ruột khuyên can thì bị hắn đẩy chết, Dương Thị trung thực nên đã chịu nhiều uất ức. Khi Trương Phúc mới chết, quan phủ còn nghi ngờ là do Dương Thị làm, nhưng Dương Thị luôn ở nhà nuôi hài tử, người nhà mẹ ruột cũng không có bằng chứng đi ra khỏi thành. Đến khi phát hiện vụ đốt xác khác, Dương Thị mới được rửa sạch mối nghi ngờ. Triệu Yến Bình nhíu mày, hồ sơ của Phủ Thành không đề cập tật xấu đánh thê tử của Trương Phúc. Tìm hàng xóm khác hỏi, hầu như đều nói giống nhau, Triệu Yến Bình đến nhà thứ hai một mình. Nạn nhân thứ hai là một lão thái thái, nhà chồng họ Tào, khi chết đã ngoài 50 tuổi, vì làm rất túi tiền mới xác định được danh tính. Hiện giờ bạn già của lão thái thái đã chết, trong nhà có ba nhi tử, ba con dâu, có con trai gái đầy đủ. Theo lời ba nhi tử của Tào gia, lão thái thái chưa từng có thù với ai, không biết vì sao gặp xui xẻo bất ngờ. Đương nhiên nhi tử sẽ không nói mẹ ruột sai, Triệu Yến Bình hỏi ba con dâu cũng trả lời giống nhau. Triệu Yến Bình thấy hai tôn tử của lão thái thái đều 15, 16 tuổi, một cháu gái khoảng 13 tuổi. Hắn gọi ba hài tử vào trong viện hỏi chúng nhớ lại xem lão thái thái có từng xúc phạm ai không, hoặc có làm chuyện gì khiến người khác hận không.
Đại tôn tử và nhị tôn tử đều nói không có, cháu gái Phương Nhi 13 tuổi dường như nghĩ đến gì đó, muốn nói nhưng lại thôi. Triệu Yến Bình yêu cầu hai tôn tử của Tào gia về phòng, hắn từng bước động viên Phương Nhi. Phương Nhi thấy hắn tuấn tú và ôn hòa, túm làng váy nói, tổ mẫu bất công, trong nhà chỉ cho cha, thúc bá, ca ca và đệ đệ ăn thịt, không cho nữ nhân chúng ta ăn. Bà còn thích mắng Tam Thẩm, lúc đó Tam Thẩm chưa sinh hài tử, tổ mẫu mỗi ngày làm đủ loại thuốc cổ truyền bắt Tam Thẩm ăn, Tam Thẩm nhiều lần bị bà răng đe đến phát khóc. Triệu Yến Bình nhìn ngôi nhà của Tào gia. Phương Nhi tựa như biết hắn đang nhìn gì nên nói, đường đệ và đường muội được sinh ra sau khi tổ mẫu đã mất. Triệu Yến Bình trầm ngâm. Phương Nhi thấy hắn nhìn vào phòng, vội van xin hắn, đại nhân đừng hỏi Tam Thẩm, đừng hỏi ai hết, nếu không cha mẹ biết ta nói bậy nhất định sẽ đánh ta. Tiểu cô nương cầu xin rất đáng thương, Triệu Yến Bình đồng ý, sau khi rời khỏi Tào gia, hắn đi tìm hàng xóm lân cận để xác minh, sự việc nhanh chóng được xác nhận. Triệu Yến Bình đến nhà nạn nhân thứ ba. Nam Hài bị thiêu chết khi mới 11 tuổi, là con trai duy nhất trong nhà, phụ thân là Trịnh Dũng 46 tuổi, bởi vì hàng năm bệnh chiếu nên lưng bị còng, tóc mai cũng nhiễm một lớp bụi trắng. Thê tử Lương Thị của hắn tái giá đi nơi khác sau khi nhi tử chết, chưa bao giờ quay về. Hồ sơ cũng ghi rằng Trịnh Dũng từng vào nhà lao vì tội trộm cắp, sau khi ra tù thì cưới vợ Nghê Thị, lấy nhau nhiều năm nhưng không có con. Nghê Thị không chịu nổi sự đánh đập của Trịnh Dũng nên nhảy sông tự tử. Sau đó Trịnh Dũng cưới Lương Thị, cuối cùng sinh được nhi tử. Trịnh Dũng rất vui, từ đó quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, không làm chuyện có lỗi với người khác, con của hắn cũng chưa từng mất lòng ai. Người lớn dễ sinh lòng thù hận, chỉ có hài tử 11 tuổi khó có thể bị lôi vào sự hận thù đốt xác. Phủ Nha viết chi tiết về hoàn cảnh của Trịnh gia để chứng minh hung thủ hoàn toàn tùy ý giết người, ba nạn nhân không có quan hệ gì với nhau. Ngụy Chí Thành chắc chắn là hung thủ. Dựa theo hồ sơ, ba vụ án này vốn không có điểm đặc biệt đáng chú ý trong mắt Triệu Yến Bình. Biết được nạn nhân thứ nhất Trương Phúc lúc còn sống có tật xấu đánh thê tử. Biết nạn nhân thứ hai Lão Thái Thái đã từng khe khắc với con dâu vì không sinh được hài tử. Gia đình Trịnh Dũng có rất nhiều điều đáng để tra xét. Cửa nhà Trịnh gia mở toang, Trịnh Dũng ngồi bệnh chiếu trong viện với khuôn mặt già nua, vẻ mặt u ám. Với gương mặt này, không ai nhìn ra khi hắn còn trẻ đã từng vào nhà lao vì trộm cắp, còn đánh thê tử đến nỗi thê tử chịu không nổi, phải nhảy sông tự sát. Khi nghe Triệu Yến Bình giới thiệu bản thân, Trịnh Dũng ném cho Triệu Yến Bình một băng ghế nhỏ, hắn tiếp tục cúi đầu bệnh chiếu, đôi tay già nua di chuyển khéo léo và linh hoạt. Triệu Yến Bình hỏi một ít vấn đề như thường lệ, ví dụ như phu thê Trịnh Dũng có kẻ thù nào không, nhi tử của Trịnh Dũng có bắt nạt con của người khác hay không. Trịnh Dũng chỉ lắc đầu. Chỉ khi nhắc tới nhi tử chết thảm thương của mình, Trịnh Dũng liếc nhìn Triệu Yến Bình, quan phủ các ngài vô dụng, không bắt được hung thủ, có thể trả xác nhi tử cho ta hay không? Nó còn nhỏ, một người lẻ loi trên trời, nhập thổ sớm chút để sớm đầu thai. Vào lúc này, trong ánh mắt già nua của Trịnh Dũng rốt cuộc lộ ra vẻ đau khổ không thể che giấu. Triệu Yến Bình đột ngột hỏi hắn, hồ sơ ghi rằng, vợ của Nghê Thị của ngươi nhảy sông tự tử, có tìm được thi thể không? Mí mắt Trịnh Dũng giật hai cái, mờ mịt hỏi Triệu Yến Bình, vì sao đột nhiên hỏi nàng. Triệu Yến Bình nhìn chằm chằm hắn, nếu không tìm được thi thể, nàng có thể còn sống sau khi nhảy xuống sông, hơn nữa hận ngươi đã đánh nàng quanh năm, biết được ngươi sinh nhi tử nên quay về trả thù. Trịnh Dũng nắm chặt nang trong tay, mặt cũ rũ, không thể nào, ta tự mình chôn nàng, nhưng dù nàng còn sống, nàng không thể thiêu chết lộc tử, nàng nhát gan, không làm chuyện thế này. Nếu một người hận tới cực điểm, chuyện gì cũng có thể làm được. Triệu Yến Bình ngắt lời hắn. Trịnh Dũng đột nhiên bật dậy, ném nang trong tay xuống đất, chỉ vào Triệu Yến Bình mắng, ta đã nói không phải nàng tức là không phải nàng. Các ngài là thứ vô dụng, không tìm được hung thủ nên tùy tiện nghi ngờ người khác. Dù Nghê Thị hận ta, dù Lộc Nhi là do nàng thiêu chết, vì sao nàng phải thiêu nhiều người như vậy? Nàng làm gì can đảm như vậy? Nói tới đây, sắc mặt Trịnh Dũng chợt thay đổi, nhìn Triệu Yến Bình, nhìn xung quanh căn nhà trống rỗng của mình một vòng, cả người run rẩy, chẳng lẽ nàng trở thành quỷ? Trở thành quỷ cho nên nàng to gan, người nào cũng dám giết. Không, không thể nào, nếu nàng thực sự có bản lãnh, người thứ nhất bị giết là ta, nhất định không phải nàng. Lẩm bẩm xong, Trịnh Dũng ngồi bệt xuống đất, thở hổn hà hổn hển, đang gấp gáp thở thì phát hiện Triệu Yến Bình đứng đối diện nhìn hắn chằm chằm, Trịnh Dũng ngưng thở.
ánh mắt nhanh chóng chuyển động, từ từ khôi phục dáng vẻ u ám trước đây. Ta đã nói những gì mình biết, ngài đi đi. Trịnh Dũng vừa nhặt nang bị hắn ném dưới đất lên, vừa nói yếu ớt. Triệu Yến Bình liếc hắn rồi đi ra khỏi Trịnh gia. Đái Xương từ phía ngõ khác chạy tới, hóa ra Trương lão đầu vào núi đốn củi đã trở lại, lời khai giống trong hồ sơ, không có gì mới. Đại nhân, bên này thì sao? Đái Xương vừa lau mồ hôi vừa hỏi. Triệu Yến Bình nghiêm mặt và dặn dò, theo ta đến nhà xác. Sắc mặt Đái Xương suy sụp, hắn thật sự không muốn nhìn những cái xác cháy đen đó. Không muốn cũng phải đi, Triệu Yến Bình bảo hắn lần lượt đẩy nắp của 7 cổ quan tài ra, tiết lộ tình hình bên trong. Trong 3 quan tài đầu tiên, ngoại trừ xác chết còn có đồ vật xác nhận danh tính của 3 người, Trương Phúc để lại mảnh vải chưa cháy phía sau lưng, Lão Thái Thái để lại túi tiền màu xanh đậm bị rớt gần chỗ thi thể, nhi tử của Trịnh gia để lại khóa trường sinh bằng bạc bị rớt gần thi thể. 4 người phía sau trơ trụi không có gì. Triệu Yến Bình đứng trước quan tài của nhi tử Trịnh gia, hỏi Đái Xương, nếu ngươi là hung thủ, ngươi giết người, ngươi có để ý quan phủ sẽ tìm thấy người này, hay điều tra danh tính người nọ không? Đái Xương gật đầu, chắc chắn rồi, có lẽ không ngủ được. Triệu Yến Bình hỏi tiếp, nếu ngươi biết người chết thứ nhất còn một mảnh quần áo chưa đốt sạch, lần sau lại giết người khác, ngươi sẽ làm thế nào? Đái Xương nghĩ một lúc rồi nói, ta phải nhìn chằm chằm lâu hơn để xác định toàn bộ quần áo đã cháy hết. Triệu Yến Bình chỉ về phía quan tài của Lão Thái Thái, vậy ngươi biết người chết thứ hai làm rớt túi tiền ở gần đó, khi giết người thứ ba, ngươi sẽ làm gì? Đái Xương, đương nhiên sẽ kiểm tra cẩn thận. Nói một nửa, Đái Xương đột nhiên phản ứng, chỉ vào khóa trường sinh mà nhi tử Trịnh gia để lại, khiếp sợ nói, khóa trường sinh này là hung thủ cố ý để lại. Triệu Yến Bình gật đầu, trầm giọng nói, hung thủ rất thông minh. Ngươi thấy đó, 4 người sau đều bị thiêu sạch không để lại manh mối nào, khi giết nhi tử của Trịnh gia đã để lại đồ vật rõ ràng như vậy, cùng một sai lầm với vụ án thứ hai, chứng tỏ hắn cố ý để lại khóa trường sinh, cố ý để Trịnh Dũng nhận ra rằng người chết là con hắn. Đái Xương vỗ tay thật lớn, hung thủ có thù với Trịnh gia. Buổi trưa, Triệu Yến Bình, Đái Xương và Lý Nghiêm gặp nhau trong kho hồ sơ của phủ nha. Triệu Yến Bình và Đái Xương đã tìm được một manh mối, Lý Nghiêm lập danh sách những bá tánh bị mất tích ở Kinh Châu trước và sau khi xảy ra 4 vụ án đốt xác. Trên thực tế, năm ngoái Tả Thiếu Khanh Thái Kỳ đã phân loại thông tin này, Lý Nghiêm chỉ sửa một chút, ghi lại địa chỉ của tất cả những người mất tích và người nhà trong một quyển sách, tổng cộng liệt kê 16 hộ bá tánh. 4 người chết, 2 nam 2 nữ, mỗi xác chết có 3 đến 5 hộ gia đình đến nhận dạng, cảm thấy chiều cao tương tự nhưng khó xác định. 16 hộ bá tánh này, có hộ ở trong thành Kinh Châu, có hộ ở các làng và thị trấn lân cận. Triệu Yến Bình sắp xếp để Đái Xương và Lý Nghiêm lần lượt điều tra, đặc biệt bóng gió thăm dò kỹ càng, người mất tích trong mỗi hộ đã từng có hành động đối xử tệ với phụ nữ hay không, đối xử tệ được chia làm nhiều loại, chẳng hạn đánh đập hoặc mắng nhiếc, tóm lại nhất định phải điều tra rõ ràng. Hỏi người nhà không được thì đi hỏi hàng xóm, không được bỏ sót hộ nào. Đái Xương và Lý Nghiêm đã đoán dựa trên những manh mối rằng mỗi người chết có khả năng liên quan tới việc đối xử tệ với phụ nữ, hiểu rõ ưu và khuyết điểm, ăn xong thì lập tức nghiêm túc xuất phát. Triệu Yến Bình liên lạc với Lục Tri Phủ, yêu cầu Lục Tri Phủ cử quan binh đến canh Trịnh Dũng, đừng để Trịnh Dũng thoát khỏi tầm mắt của quan phủ, càng không thể ra khỏi thành. Lục Tri Phủ hỏi hắn, vì sao? Triệu Yến Bình nói, hiện tại khó nói, đề phòng trước. Kinh Châu cách Kinh Thành 2.000 dặm, Lục Tri Phủ không biết Triệu Yến Bình đã bái Lư Thái Công làm thầy, không biết Triệu Yến Bình có muội muội vào Tuyên Vương Phủ, hắn chỉ coi Triệu Yến Bình là một tiểu quan thất phẩm có chức quan không cao nhưng giá đỡ lại không nhỏ. Tuy nhiên, cho dù chức quan cao hay thấp, tất cả quan viên do đại lý tự cử đi điều tra các vụ án quan trọng đều có quyền lực không nhỏ, vì vậy Lục Tri Phủ cử quan binh đến canh Trịnh gia theo ý Triệu Yến Bình. Triệu Yến Bình cưỡi ngựa ra khỏi thành, đi đến nhà mẹ ruột của Nghê Thị, vợ cũ của Trịnh Dũng. Nghê gia ở trong một thôn cách huyện thành không xa, sau khi Triệu Yến Bình vào thôn thì hỏi thăm người ta, nhanh chóng tìm được Nghê gia. Hồ sơ không đề cập điều gì về Nghê gia, Triệu Yến Bình nghe thôn dân kể rằng Nghê Thị thật ra là do Nghê gia nhặt được. Nghê gia rất nghèo, dưỡng mẫu của Nghê Thị là một quá phụ, có một nhi tử què chân là Nghê Thuận. Dưỡng mẫu nhận nuôi Nghê Thị và coi nàng như con dâu nuôi từ bé. Khi Nghê Thị 14 tuổi thì ngủ chung phòng với Nghê Thuận. Nhưng Nghê Thị tựa như không thể sinh,
Hai người chung phòng nhiều năm mà bụng Nghê thị chẳng có gì, dưỡng mẫu gả Nghê thị cho Trịnh Dũng ở huyện thành thông qua bà mối, dùng sính lễ mà Trịnh Dũng đưa để thu xếp một tức phụ mới là Phương thị cho Nghê Thuận. Sau khi Phương thị biết quan hệ giữa Nghê thị và Nghê Thuận, nàng rất không thích Nghê thị. Mỗi lần Nghê thị về nhà mẹ ruột, Phương thị đều dùng miệng lưỡi sắc bén để xúc phạm, qua một thời gian dài, Nghê thị không quay lại nữa. Hiện giờ dưỡng mẫu của Nghê thị đã qua đời, Nghê Thuận và Phương thị đều hơn 40 tuổi, có một nhi tử 21 tuổi và một nữ nhi 16 tuổi. Triệu Yến Bình gõ cửa, Phương thị ra mở. Khi Triệu Yến Bình báo danh tính của mình, Phương thị lập tức phàn nàn, nói rằng quan phủ đã tới mấy lần, năm ngoái cũng có người của đại lý tự tìm bọn họ, nhưng Nghê thị đã chết mười mấy năm, bọn họ tận mắt chứng kiến Nghê thị được chôn cất, nhà họ đã cắt đứt quan hệ với Nghê thị, cần gì đi trả thù Trịnh Dũng vì một dưỡng nữ mà mình có tình cảm mờ nhạt. Lúc này Triệu Yến Bình mới biết, hóa ra Thái Kỳ đã từng nghi ngờ Nghê gia có động cơ để trả thù Trịnh Dũng. Nhưng bởi Nghê Thuận là người què, khi Nghê thị chết, con trai của dưỡng huynh mới 3 tuổi, hai cô cháu có lẽ chưa gặp mặt, cháu trai này không có khả năng giết nhi tử của Trịnh Dũng vì người cô mẫu mà mình không hề có tình cảm. Hơn nữa, khi vụ án đốt xác đầu tiên xảy ra, cháu trai Nghê gia mới 14 tuổi, làm sao hài tử ở tuổi này có thể tính toán cẩn thận để hoàn thành 3 vụ đốt xác liên tiếp. Thái Kỳ và cựu quan viên thụ lý vụ án chắc đã loại trừ nghi ngờ khả năng phạm tội của Nghê gia, cho nên không đề cập đến Nghê gia trong hồ sơ. Phương thị không chào đón Triệu Yến Bình. Nhưng Triệu Yến Bình có điều muốn hỏi, phớt lờ ánh mắt lạnh lùng của Phương thị, Triệu Yến Bình đi vào sân, hỏi Nghê Thuận què chân, năm đó Nghê thị rớt xuống nước tự sát, tìm được thi thể bằng cách nào? Dù sao cũng là dưỡng muội sống chung nhiều năm, hai người từng có vài năm tình cảm phu thê, đề cập đến cái chết của Nghê thị, Nghê Thuận rất đau lòng, ta đáng trách, Trịnh Dũng là kẻ khốn nạn, mỗi ngày đánh nàng, nàng chịu không nổi nữa nên trở về xin ta hỗ trợ, ta chẳng những không giúp, còn khuyên nàng chấp nhận số phận. Sau đó, Trịnh Dũng đột nhiên chạy tới, nói nàng đã chạy khỏi nhà, hỏi chúng ta có thấy không. Ta tìm mọi chỗ mà nàng có thể đi đến nhưng không tìm được, sau đó, Trịnh Dũng đã vớt được ở hạ lưu con sông, nghe nói người đã biến dạng nên chôn cất qua loa. Triệu Yến Bình nhìn hắn hỏi, nghe nói. Các ngươi không tận mắt nhìn thấy thi thể. Nghê Thuận nhìn Phương thị đang đứng cách đó không xa, cúi đầu nói, không đi, người đã chết, đi xem có ích lợi gì. Phương thị đột nhiên xen vào, xem cái rắm, nàng là sao chổi, khi còn sống thì ăn hết gạo nhà chúng ta, chết còn làm chúng ta ngột ngạt, chết là coi như giải thoát rồi, Trịnh Dũng còn đến đây đòi chúng ta trả sính lễ hắn đưa lúc trước, không đưa thì hắn ra tay cướp. Hoàn cảnh của nhà chúng ta thế này, què què yếu đuối nhỏ bé, ai cản được hắn? Ta. Triệu Yến Bình lạnh giọng hỏi, hắn cướp đồ của các ngươi, cho nên ngươi hận hắn, con của hắn cũng có thể là do ngươi giết chết. Mặt Phương thị biến sắc, sợ chết khiếp, không dám làm càn nữa, quỳ dưới đất cam đoan rằng mình chưa bao giờ giết người hay phóng hỏa. Triệu Yến Bình đoán nàng cũng không có gan làm vậy. Phương thị thành thật, Triệu Yến Bình tiếp tục hỏi Nghê Thuận, ngươi gặp Nghê thị lần cuối khi nào, nàng đã nói gì với ngươi? Nghê Thuận nghiêng đầu nhớ lại, chậm rãi nói, hình như là khi nhi tử của ta được một tuổi, nàng đến tặng giày vớ. Sợ trong nhà cãi nhau vì nàng đưa đồ cho ta rồi rời đi, chẳng nói gì cả. Triệu Yến Bình lại hỏi, vậy nàng có bạn thân nào không? Nghê Thuận lắc đầu, thở dài, nàng ở nhà của chúng ta từ khi còn nhỏ như con dâu nuôi từ bé, các cô nương khác trong thôn đều cười nàng, không ai chơi với nàng. Sau đó phát hiện cơ thể nàng có vấn đề, nàng càng không dám ngẩng đầu, gặp ai cũng trốn. Thôn chúng ta chắc chắn không thân với nàng, chúng ta không biết nàng có quen ai sau khi gả đến phủ thành hay không. Đến tận đây, không hỏi thêm được gì ở Nghê gia. Triệu Yến Bình chưa từ bỏ ý định nên đi tìm thôn dân lớn tuổi hỏi thăm, xác nhận lời Nghê Thuận đều là sự thật, không ai trong thôn có quan hệ tốt với Nghê thị. Khi Nghê thị chết, không ai đi đưa tang cho Nghê thị. Triệu Yến Bình trở về phủ thành với tâm trạng nặng nề. Sắp đến Đoan Ngọ, thời tiết ngày càng nóng bức, Triệu Yến Bình đi vào ngõ nhỏ của Nghê gia, bởi vì nắng rất gắt sau giờ ngọ, trên đường không có người đi lại, chỉ có hai quan binh đang canh trước cửa Nghê gia. Triệu Yến Bình gõ cửa ngôi nhà bên trái của Nghê gia, phát hiện gia đình này chuyển đến đây sau khi Nghê thị chết, không biết gì về Nghê thị. Triệu Yến Bình lại đi gõ cửa nhà bên phải, gia đình này không biết là sợ quan phủ hay là sợ Trịnh Dũng, cho dù Triệu Yến Bình hỏi điều gì,
hai vợ chồng đều lắc đầu tỏ vẻ không biết gì. Triệu Yến Bình tiếp tục gõ cửa căn nhà sát vách, nếu Trịnh Dũng đánh nữ nhân, có lẽ sẽ vừa đánh vừa mắng, cùng một con phố, sẽ có người nghe được gì đó. Hết phần 12, mời các bạn đón nghe phần 13.